tiếng nổ của quả đạn cối 60 phía tây núi Cao Mê Lai, nơi bãi mìn phòng ngự của chúng tôi đã phá tan màn tĩnh lặng núi rừng khi ca gác của tôi còn chừng một giờ nữa mới kết thúc. Sau tiếng nổ, tất cả lại chìm vào im lặng khi ánh mặt trời phía đông bắt đầu hé dạng. Chừng 10 phút sau, ngay trước vọng gác của tôi, phía nam núi cách nơi tôi đang ngồi gác tầm 150 mét, hai tiếng nổ của hai quả mìn chế bằng đạn cối 82 lóe sáng kèm theo nhiều tiếng la hét của bọn pốt dính mìn. Chà, sao bữa nay tụi mày tới chào hỏi sớm thế? Hằng ngày thường là muộn hơn khi mặt trời đã lên và anh em chúng tôi trên chốt núi Cao Mê Lai đã ăn sáng xong. Tụi nó mới chào hỏi bằng vài loạt đạn B và đạn AT kèm theo những tràng đạn RPD AK. Màn chào hỏi này thông thường kéo dài chừng 30 tới 45 phút, rồi bọn chúng lại lặng lẽ chuồn êm như khi chúng tới. Nằm trong hầm, thằng Dũng chóe người Hải Hưng lầu bầu. Đờ mờ tụi miên, đang nằm mơ được về nhà thì tụi nó làm mình thức dậy. Chưa kịp nói gì với Dũng chóe, thì chợt phía đông chốt, nơi có con đường chúng tôi vẫn thường dùng để lên xuống núi, lại vang lên tiếng nổ của một trái cối 60 ly. Xin nói để các đồng đội được biết, anh em chúng tôi hay lấy những quả đạn cối 60, 82 ly, chặt bỏ một phần đầu để gắn chụp mìn vào, và thế là được một trái mìn có sức sát thương lớn, có thể gài vướng nổ hay gài, rồi dòng dây giật mỗi khi cần thiết. Tôi bảo Dũng, dậy đi. Tao thấy bữa nay có vẻ không bình thường như mọi ngày đâu. Có mấy khi tụi nó lên từ hướng đông, mà bữa nay nghe trái nổ từ cả ba hướng. Mày có nghe tụi dính mìn la hét không? Dũng không nói gì. Tôi quay lại, thấy nó đã khoác bao xe đạn trước ngực, tay cầm khẩu AK, tới ngồi cạnh tôi bên gộp đá. Mấy tiếng nổ vừa rồi làm cho trời mau sáng hơn. Tiếng la hét của những thằng dính mìn cũng im bặt, như có người chẹn họng. Trên chốt, có lẽ tất cả mọi người đều đã sẵn sàng. Một công việc mà chúng tôi ngày nào cũng vậy, tuy hôm nay có sớm hơn một chút. Thế là điều chúng tôi mong đợi cũng tới. Tong, tong, tong. Một loạt tiếng đề ba của cối 60 vang lên. Tôi áng chừng cỡ chục khẩu cối tép trải dài từ đông núi qua nam núi. Khi mấy quả cối tép chưa kịp nổ, thì từ xa, tiếng mấy khẩu cối 82, phum, 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 vọng tới. 6 khẩu. Bữa nay bọn mày chơi hơi sang đấy, tôi nghĩ thầm trong bụng. Khi những quả cối 60 đầu tiên phát nổ, thì như hiệu lệnh, cả một dàn tiếng nổ của đạn B-40, B-41, AT hòa theo. Đấy là một trận đánh phòng ngự giữ điểm cao 322 hay núi Cao Mê Lai, bắt đầu giống như hàng trăm trận đánh nơi đây suốt từ đầu năm 1980 khi Trung đoàn 2 Công an Vũ trang, đơn vị tôi, vào Cao Mê Lai thay cho Tiểu đoàn 3 Trung đoàn 4 Sư đoàn 5 đã bắt đầu như thế. Trận đánh này lưu lại trong tôi và tại sao tôi lại viết về nó mà không viết về các trận khác? Vì nó có một điều đặc biệt. Điều này xin để cuối bài tôi sẽ bật mí với các đồng chí. Trên tấm hình sau, tôi chấm điểm các vị trí chốt chỉ là tương đối, có thể zoom sai về khoảng cách, mong các bạn thông cảm. Về thời gian cũng vậy, chỉ áng chừng về tháng chứ không thể chính xác về ngày, vì chúng tôi không có lịch và đồng hồ. Cao Mê Lai, không nói tới nó thì không sao. Nói tới nó, đêm qua tôi bỗng lên một cơn sốt rét, rét run cầm cập. Sáng nay, tuy cắt cơn không còn sốt nữa, nhưng vẫn còn chút hoa mắt. Thật là lạ, bao năm nay tôi đâu có sốt rét nữa. Không lẽ ám ảnh về vùng đất dữ đối với tôi còn mạnh như vậy sao? Vùng đất của những cơn khát cháy họng, những cơn sốt rét đáy ra máu, những đàn muỗi rừng bu vào đốt chỉ cần vuốt mặt là đầy máu ra tay. Những bãi mìn dày đặc tưởng như vô tận và những trận đánh đẫm máu của cả hai bên. Có thể nói,
đây là vùng đất của tử thần. Thật là thiếu sót nếu nói về trận đánh mà không nói về địa hình của ngọn núi, về những con người cùng trang bị vũ khí đang sử dụng để trấn giữ điểm cao này. Ngọn núi Cao Mê Lai chạy dài theo trục đông tây, nơi chúng tôi chốt chỉ là cái đỉnh cao nhất của nó mà thôi. Sườn phía bắc núi là một vách đá gần như dựng đứng cao vài chục mét. Sườn phía tây tuy không có mặt đất phẳng như sườn phía bắc, nhưng toàn là những phiến đá khổng lồ xếp nghiêng, chồng lên nhau cũng gần dựng đứng. Phía tây này duy nhất chỉ có một con đường nhỏ có thể đi lên đỉnh. Và phía này chúng tôi bố trí một khẩu đội 12-8 của C-12 gồm 2 xạ thủ. Hỗ trợ cho khẩu đội này là 2 lính bộ binh của C-10. Lùi vào trong 20 mét là công sự của khẩu đội cối tép cũng của C-10 với 2 người. Hầm chỉ huy ở trên đỉnh cao nhất cùng với trận địa của khẩu DKZ-75. Nơi này có anh Huyết, xê phó C-12-Z3 cùng với một thông tin và y tá. Sườn phía đông nơi có con đường lên núi do Hải người Hưng Yên kết hợp với thông tin và y tá thay nhau gác cả ngày lẫn đêm. Còn sườn phía nam do tôi và Dũng Chóe đảm nhiệm. Cả sườn đông và sườn nam núi, cây cối toàn cây to, không rậm rạp như phía tây, và sườn núi rất dốc, nếu người đi không thể đi bình thường mà gần như phải bò bám cây mới lên được. Và cứ một dải đất đá nghiêng như vậy, rộng chừng vài chục mét, lại có một vách tượng dựng đứng cao 3-4 mét. Vì núi này là núi đá pha đất, nên công sự gần như dựa vào những tảng đá thiên nhiên. Cố gắng lắm chúng tôi cũng chỉ có thể đào được những đoạn hào nông tới ngang đùi, nhưng không hề gì, đã có những gộp đá che chắn. Trận địa của khẩu DK-75 nằm trên mỏm cao nhất và như trời ban cho, có 3 mỏm nhỏ cao cỡ 5-60 phân như cái chân kiềng để đặt súng ở giữa. Như vậy, quân số trên núi có 12 cán bộ chiến sĩ. Sau cùng là trận địa mìn phòng ngự với chiều rộng chừng 170 mét từ đỉnh núi xuống. Bao quanh đỉnh núi gồm nhiều loại mìn. Đa phần là mìn do chúng tôi tự chế bằng đạn cối như đã nói ở trên, và KP-2 chúng tôi gỡ được của địch đem về gài lại. Trận địa mìn này có thể chia làm 2 phần theo địa hình. Vòng thứ nhất cách công sự 20 mét trên phần đất nghiêng gần 70 độ. Phần đất này không có gộp đá, rộng chừng 40 mét. Kế tiếp là vách đá dựng đứng cỡ 4 mét. Sau đó là dải đất nghiêng 6-70 độ. Tôi là xạ thủ số 1 của khẩu đội DK, nhưng chỉ khi cần thiết mới lên đỉnh sử dụng pháo. Bình thường thì xuống ăn ngủ và gác với Dũng Chóe ở sườn phía nam. 12 người chúng tôi không phân biệt cán bộ, chiến sĩ, tất cả đều gác. 6 vọng gác, mỗi vọng 2 người, thay nhau cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi có đội tải lên núi, chúng tôi cử 2 người đi gỡ mìn và dắt đoàn lên. Khi đưa xuống xong thì gài mìn trở lại. Quay trở lại trận đánh, sau đợt cối và đạn bê phủ đầu, chúng bắt đầu hò hét. Tiếng chô chô, ầm ĩ. Trên núi, toàn bộ mọi vị trí đã sẵn sàng tiếp đón, nhưng chưa hề có một viên đạn nào bắn ra. Đó là chiến thuật của chúng tôi. Lại một đợt B-40, B-41 và AT trùm lên đỉnh núi, trong khi cối của chúng vẫn đều đều nhả đạn từ đầu tới giờ. Hầu hết những viên đạn B hay đạn nhọn đều găm vào những gộp đá che chắn bên ngoài công sự, nên không có tác dụng ảnh hưởng gì tới chúng tôi, ngoài những mảnh đá nhỏ văng vào mặt và tay, một số đạn bay vọt qua bên kia đỉnh núi. Chả xi nhê gì, toàn bộ trận địa vẫn im lặng, một sự im lặng chết chóc đang chờ bọn chúng. Chúng tôi biết rõ bọn này không phải bọn vẫn hàng ngày đến chào hỏi, mà đây là bọn lính vừa được huấn luyện bởi chuyên gia Trung Quốc. Cách đây một tuần, chỉ huy tiểu đoàn báo lên có một trung đoàn đặc công của POT sẽ tiến đánh núi, lấy cao điểm 322 làm trận mở màn.
chúng quyết nhổ cái gai trong mắt từ lâu mà không làm gì được. Tin này trong quân báo của ta từ Thái đưa về. Với chúng tôi thì bọn nào cũng vậy, chả khác gì nhau. Tuy vậy, khi nhận được tin, chúng tôi cũng tăng cường gia cố công sự, gài thêm mìn vào tất cả những nơi chúng có thể ẩn nấp tránh né và những chỗ có địa hình lên núi dễ hơn. Đủ các loại mìn giật, mìn vướng, dưới đất, mìn treo trên cây. Anh em bảo nhau, tụi này mới tới, phải tiếp đón chúng cho tử tế một chút. Sau nhiều loạt đạn B và các loại đạn nhọn bắn lên, đã lâu mà không thấy chúng tôi phản ứng, bộ binh của chúng bắt đầu tiến lên dè dặt. Chúng không hò hét nữa, mà lặng lẽ tiến vào khoảng đất nghiêng dốc đầu tiên. Dũng chóe, tay cầm sợi dây mìn giật, đầu kia là quả đạn cối 82, quay sang nói với tôi, chơi chứ? Tôi khẽ lắc đầu, chờ chút nữa. Đầu phía tây chốt, khẩu 12 ly 8 bỗng nổ cùm cùm, khẩu đội cối 6 cũng ton ton vài trái. Phía đông núi, nơi thằng Hải Tư đun vẫn im lặng. Lúc này phía tôi và thằng Dũng, bọn Pốt đã tràn lên khá đông. Tôi nói nhỏ với Dũng, chơi. Cả hai thằng cùng lúc giật mạnh hai sợi dây, hai quả đạn cối 82 nổ cùng lúc như cơn gió mạnh quét tụi lính Miên nằm la liệt. Sau khi hai trái mìn do tôi và Dũng giật nổ, tụi Pốt ở phía này lặng đi. Tôi lại nghe tiếng nổ của mìn ở phía đông. Thằng Hải đã lên tiếng. Đồng thời phía tây, tiếng khẩu RPD cũng hòa cùng với tiếng cùng cùng 3 viên 1 của khẩu 12 ly 8. Tôi đoán tụi Miên đã bò theo con đường độc đạo, chỉ có thể một người đi, tới cái tảng đá nghiêng như cái mái nhà, cách công sự của ta chừng 20 mét. Tôi nói nó như cái mái nhà vì hai phiến đá gách đầu lên nhau tạo thành một cái mái. Lối đi ở giữa hai phiến đá này, vì vậy khẩu RPD luôn căn sẵn nhắm vào đây. Quả như tôi đoán, sau mấy loạt RPD là một tiếng nổ trầm đục của đạn cối. Trong cái mái này, chúng tôi đã gài sẵn mấy quả mìn giật, mấy loạt RPD chỉ để ép tụi Miên dồn cục vào cái máy đá này thôi, sau đó sẽ giật mìn. Mìn gài ở đây không ở dưới nền mà ở trên nóc mái. Bên dưới cũng có mìn, nhưng cố tình để lộ cho tụi nó gỡ. Như vậy, chúng sẽ không để ý tới trên đầu. Lúc này mặt trời đã lên cao. Sau vài lần bò lên hướng của tôi đều bị ăn mìn, chúng dừng lại không lên nữa, tập trung bắn đạn B các loại lên núi. Tôi bảo Dũng, tao qua bên thằng Hải coi xem thế nào, nó cứ tròn mắt nhìn. Tôi chợt hiểu, cả hai chúng tôi đều đã ù tai hết vì đạn B nổ, nên nói không nghe rõ nữa. Tôi chỉ tay ra hiệu về hướng đông, nó gật gật tỏ ra đã hiểu. Ôm cây AK, tôi luồn lách dưới đoạn hào nông và hẹp tiến sang. Vừa nhìn thấy tôi, thằng Hải ngoác miệng ra cười, nó cũng chưa bắn viên đạn nào cả. Chỉ dình quan sát rồi giật mìn. Nó đưa bốn ngón tay ra hiệu, ý nói đã giật bốn trái rồi. Tôi hét vào tai nó, thằng Lan y tá đâu? Nó chỉ tay sang bên đoạn hào kế đó cách cỡ 15 mét. Thấy cả hai thằng vẫn nguyên vẹn vô sự, tôi quay về chỗ thằng Dũng. Lúc này tôi mới để ý, bên dưới tụi Pốt ngừng bắn hoàn toàn, chỉ còn những khẩu cối của chúng vẫn đều đều nhả đạn. Nhưng bọn này bắn hầu hết đều vượt qua, nổ bên bắc núi. Thỉnh thoảng, có vài trái 82 của ta nổ ở đông núi. Đó là từ chốt sân bay bắn lên chi viện cho núi. Tuy ít, nhưng bắn cực kỳ hiệu quả. Nhờ hiệu chỉnh của anh Huyết trên đỉnh núi qua PRC-25. Phía tây, khẩu cối tép và khẩu 12 ly 8 cũng ngừng bắn. Vậy là bây giờ chỉ còn tiếng đạn cối nổ dồn bên phía bắc. Tôi bảo thằng Dũng, tao đói quá, lấy gạo sấy ra ngâm đi, sáng giờ chưa có gì vào bụng. Mày có đói không? Tranh thủ tụi nó ngừng, mình ăn chút cho ấm bụng. Tôi ra khe gộp đá cảnh giới cho nó ngâm gạo sấy. Muốn tới đâu thì tới, phải ăn cái đã. Hai thằng ăn xong xuôi, tôi men theo hào ra hướng đông để lên đỉnh núi, nơi hầm chỉ huy của anh Huyết.
nghe ngóng tình hình và xin điếu thuốc lá, gọi là điếu thuốc cho oai thôi. Sáu anh em thường ngày ăn xong là anh Huyết mở ba lô lấy ra một điếu cắt làm sáu phần bằng nhau, hai người một phần cho vô cái điếu cày hút chung. Sáu anh em chỉ có một phần hai điếu, còn nửa kia là của sáu thằng chốt phía Tây. Thấy tôi lên, anh nói: tụi này chưa chịu thua đâu, vài phút sắp tới sẽ căng hơn đó. Chuẩn bị tinh thần nghe, khi nào có tín hiệu của anh phải lên ngay để xài đê ga. Anh nói thêm: anh em không sao cả, xuống dặn anh em nhớ tiết kiệm, chỉ bắn khi thật cần, chủ yếu dùng lựu đạn. Đây cũng chính là chiến thuật của chúng tôi khi phòng ngự, mục đích là để địch không phát hiện ra vị trí và quân số của ta đông hay ít. Còn về lựu đạn thì nói thật, lựu đạn của chúng tôi là cả một sự thèm muốn của các đơn vị khác. Trung đoàn 2 công an vũ trang được gọi là trung đoàn mini vì lựu đạn loại này rất nhiều, gọn nhẹ, sức sát thương lớn, không thua bất cứ một loại lựu đạn nào. Ngay lựu đạn M67, lính thường gọi là trái US. Các đơn vị khác thèm muốn, nhưng lính đơn vị tôi chê là quá nặng. Chứ nói gì tới quân khôn nhà dạy chợ là lựu đạn chày. Loại này chúng tôi dùng đúng tên của nó. Chày thì để giã cua. Thì thoảng chúng tôi cũng đào bắt được một hai con cua rừng màu đỏ tía, bỏ vào ăn cô và chày giã là loại lựu đạn kia. Tôi xin được mẩu thuốc tiêu chuẩn của hai thằng, quay trở lại vị trí của mình. Khi qua thằng Hải, tôi giơ ra khoe với nó. Thằng này nhảy một phát qua gộp đá chỗ tôi đứng, phóng thẳng lên anh Huyết. Nó đi kiếm phần của nó. Tôi với thằng Dũng khoan khoái rít từng hơi thuốc, mắt lim dim sung sướng. Thằng Dũng cầm cái điếu cày nhỏ trong tay, tiếc nuối khi thấy trong nó điếu đến cái tàn thuốc cũng không còn. Đang mơ màng trong dư âm của khói thuốc thì bùng bùng bùng, một loạt tiếng nổ của đạn B dồn dập vang lên khắp các phía. Nhưng quái lạ, ngoài những trái cối thi thoảng nổ trên đỉnh núi thì lần này toàn bộ đạn B của chúng đều nổ phía dưới, bắt đầu từ rìa ngoài của dải đất nghiêng gần chúng nhất. Loạt thứ nhất, rồi loạt thứ hai, thứ ba, mỗi loạt chúng bắn đều tiến dần lên vài mét so với loạt trước. Hiểu rồi, tụi này muốn kích nổ mìn của các ông mày đây. Sau gần chục loạt đạn như vậy, đạn B của chúng bắt đầu chuyển làn nhắm vào chúng tôi và dải đất nghiêng thứ hai. Từ trên cao nhìn từng loạt đạn B của chúng bay lên, tôi cảm tưởng như đàn cá mương đang ngớp nước. Trái đạn B-40 thì nhô lên hụp xuống, rồi lại nhô lên, cho tới khi đâm đầu vào gộp đá thì phát nổ. Thằng B-41 thì hơi khác, nó không ngớp mà bay thẳng luôn, kéo theo cái đuôi khói xanh. Khói lửa bắt đầu bao trùm lên những gộp đá, mà phía sau là công sự và hào chiến đấu của chúng tôi. Mồm miệng, mũi đắng ngét vì khói và hơi nổ. Hai lỗ tai tôi lùng bùng vì tiếng nổ. Thực tình lúc này tôi không thể đếm nổi bao nhiêu trái đạn đã nổ phía trước phía sau. Ngay cả đạn nổ cũng chỉ thấy nhá lửa, chứ không nghe tiếng nổ của nó. Bụi đất đá và cành cây, cả những thân cây to trúng đạn đổ gục phủ lên chiến hào. Tôi và thằng Dũng ôm đầu chịu trận, mồm há hốc ra, hai tay bịt hai lỗ tai. Trong đầu tôi nghĩ nhanh, vậy là tất cả số mìn trên mặt đất và treo trên cây của mình đi tong với bọn này rồi. Vừa dứt đợt đạn B, tôi quay sang thằng Dũng định nhắc nó chuẩn bị lựu đạn và kiểm tra lại những băng đạn AK xếp sẵn dọc theo con hào. Như cùng chung ý nghĩ, nó đã lôi thùng lựu đạn M67 ra và bật nắp, vứt tất cả những nắp hộp từng trái ra ngoài. Tôi ra hiệu, ấn ngón tay cái, nó gật gật đầu. Đây là động tác tôi muốn nhắc nó khi mỏ vịt bật ra, phải ấn thêm vào búa kim hỏa vài lần nữa trước khi ném. Phòng lựu đạn để lâu, lò xo búa kim hỏa bị kẹt, sẽ không mổ tới hạt nổ, và như vậy trái lựu đạn có khác gì cục sắt. Sau những đợt B-40, B-41 bắn dồn dập, bọn Pốt bắt đầu vượt qua dải đất thứ nhất. Chúng nấp vào đoạn vách đứng cao vài mét tiếp giáp với dải đất nghiêng thứ hai. Tôi vơ những sợi dây mìn thì đúng như dự đoán,
tất cả đều nhẹ bẫng, không còn trái nào. Bỗng bên thằng Dũng có tiếng AK điểm xạ hai viên, tăng tăng. Ngoái đầu nhìn sang, nó nhe răng cười nói cái gì đó tôi không nghe tiếng. Sau này hỏi nó, sao mày bắn? Thì nó giải thích, tao thấy một thằng cầm súng ngắn chỉ trỏ gì đó, đoán là chỉ huy, nên tao gửi nó hai viên kẹo vào đầu. Sau hai viên đạn của thằng Dũng, lập tức 4-5 trái đạn B lao vào chỗ nó vừa đứng bắn. Nhưng theo thói quen, nó đã rời chỗ đó ra chỗ khác rồi. Thưa các đồng đội và các bạn, đây chính là thói quen của lính chuyên đánh phòng ngự của đơn vị chúng tôi. Kể cả bắn trúng hay không trúng, chúng tôi cũng ngay lập tức rời khỏi vị trí vừa bắn. Đó là khi đang ở trong chốt của mình. Còn khi đụng địch bên ngoài chốt thì ngược lại 180 độ. Chúng tôi ai đang ở chỗ nào thì nằm tại chỗ, hạ ba lô xuống làm bệ bắn, không hề di chuyển, không bỏ chạy, không tiến lên, đánh cho tới khi địch rút chạy. Vì chúng tôi quá hiểu bọn POT ở đây. Đằng trước mìn, tiến lên là đá mìn, đằng sau mìn, lùi lại cũng đá mìn. Nhiều khi chúng dụ bắn dăm viên rồi bỏ chạy, lính ta hăm hở truy kích là mắc mưu của chúng. Còn khi chúng bắn rát non gan bỏ chạy là dính mìn, thà nằm tại chỗ, trời gọi thằng nào thằng đó giả. Vậy nên mới có trận 15 anh em đi tải thương binh bị địch mai phục bắn, 14 đồng chí dính đạn vừa bị thương vừa hy sinh mà vẫn chiến đấu không để cho POT lên chiếm lĩnh trận địa. Sau đó chúng phải bỏ chạy khi anh em trong chốt ra chi viện. Trở lại với trận đánh trên núi, biết chắc chắn chúng muốn lên được dải đất nghiêng thứ hai, bắt buộc phải có vật làm thang mới leo lên được. Tôi rút chốt dăm trái lựu đạn để sẵn, rút bỏ chốt chính chỉ còn chốt phụ, canh xem chỗ nào có thằng nhô đầu lên là chỗ đó chắc chắn chúng tụ lại, thang của chúng ở đó, và tôi sẽ thảy vào chỗ đó. Chúng tôi chia nhau, thằng Dũng sẽ quản một nửa từ trước vọng gác sang phải, còn tôi nửa còn lại kéo dài về phía giáp với thằng Hải phía đông. Nếu tôi lên với khẩu DKZ-75, thằng Dũng sẽ bao hết. Nhưng nó rất yên tâm vì nó biết nếu tôi ở trên đỉnh núi, tôi cũng sẽ chiếu cố tới nó, luôn để ý tới nó nhiều hơn. Đây rồi, một cái đầu đội mũ vải giống mũ của công nhân ta, chỉ khác cái màu cỏ úa nhô lên. Nơi bên thằng Dũng cũng có, mà tới 3 cái lận, bẻ chốt phụ, cái mỏ vịt văng ra, tôi lẹ tay ấn thêm 2 lần vào cái búa kim hỏa, to cỡ chiếc cúp bấm, rồi nhè chỗ cái đầu nhô lên, thảy thật nhanh, liên tiếp một trái nữa sang phía thằng Dũng. Thằng này cũng giống như tôi, 2 trái vô nơi có đầu thằng POT nhô lên. Âm ầm ầm ầm. 4 trái M67 nổ vang, 2 thằng quay nhìn nhau, nhe răng cười. Chưa hết đâu con, 2 thằng tụi tôi lại bồi tiếp 4 trái nữa, đúng chỗ lần trước, lại 4 tiếng vang lên, lần này thì không còn cười được nữa. Đáp trả chúng tôi là một loạt đạn B và RPD 12-8 rát rạc, làm mảnh đá văng vào mặt. Sức nổ của đạn B hất tôi bật ngửa, mồm miệng đất cát văng vào lạo xạo, không hề gì, chưa chết được. Lại một chặp các loại hỏa lực nhắm vào chúng tôi. Không khí như đặc quánh vì khói đạn. Mùi thuốc nổ đắng ngắt, mắt mũi cay xè. Tôi bò vô hốc đá, nơi có mấy cái vỏ đạn DK-75, đựng nước dự trữ mở nắp. Cũng không kịp tìm đồ để múc. Cứ thế là tay tát nước lên mặt. Thằng Dũng thấy tôi làm vậy, chắc cũng muốn lắm. Nhưng chỉ đưa mắt nhìn, nó còn phải cảnh giới mà. Lại trời, cảm ơn chúng mày nhá. Từ ngày lên núi tới giờ, cái mặt tôi mới biết thế nào là rửa. Thật đã. Anh Huyết nếu có biết tôi lấy nước rửa mặt, chắc cũng không trách mắng gì đâu. Mắt mũi mồm miệng đã sạch, tôi ra cảnh giới cho thằng Dũng vào rửa. Khẩu 12-8 của địch lúc này vẫn cùng cùng nhả những loạt đạn dài về phía tụi tôi. Nhưng tầm đạn lúc này đã cao hơn một chút. Đạn găm vào cái dốc sau lưng tôi, nghe chịch chịch liên hồi, cày tung đất đá văng lên. Hè hè, tụi mày lại muốn leo lên nữa rồi, tao còn lạ. Chúng sợ bắn vào quân mình đó mà. Tôi chỉ vào mắt rồi xuống phía địch,
thằng Dũng hiểu ý ngay. Lại cái đầu nhô lên, lần này không phải một mà mấy cái lận. Liếc mắt về phía sườn dốc, phần của thằng Dũng cũng vậy. Chơi thôi, chúng mày đông vậy, không xử lý ngay thì không kịp. Một loạt lựu đạn từ tay hai thằng bay xuống, có những trái vì ném nhanh, không xuống tới bên dưới, lăn trên mặt đất, nhưng cũng rơi tọt xuống phía dưới. Không chờ lựu đạn nổ, vơi nhanh khẩu AK, tôi điểm xạ ngay vì đã có thằng vượt lên trên giải đất. Hai thằng trúng đạn, lăn xuống cùng lúc mấy trái lựu đạn phát nổ. Cứ sau mỗi lần vượt lên không thành, chúng lại đáp lễ cho chúng tôi hàng loạt đạn B. Sao tụi này lắm đạn B vậy ta, mà không có trái nào lép cả? Trước đây, chúng bắn cứ dăm trái, thế nào cũng có một trái không nổ. Cứ như vậy, hai thằng tôi ung dung hất tụi nó xuống mỗi khi chúng leo lên, bằng lựu đạn là chính, chỉ bắn khi có vài thằng nhanh chân leo kịp lên giải đất nghiêng dốc. Nhưng dù có lên được, chúng cũng không thể vận động nhanh, vì như đã nói ở trên, giải đất nghiêng dốc không thể nào chạy được và làm những chú chim sâu cho hai thằng tập bắn. Nói vậy vì ở trên núi chúng tôi được cho bắn thoải mái vì hai mục đích. Một là kiếm chất tươi để cải thiện, hai là ngầm nhắc cho tụi pốt là các ông vẫn hiện diện trên đỉnh núi nha. Nếu nói bắn chim hay thú thì các đồng đội đâu có lạ. Nếu có ai tập bắn và bắn chim sâu mới biết nó khó như thế nào khi dùng AK. Trong đơn vị, tôi chỉ chịu thua thằng Khải, dân Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Nó bắn xiên táo hai con chim sâu, trong khi tôi chỉ được một. Lại nói, sau nhiều lần leo lên không thành, lúc này mặt trời đã lên đứng trên đỉnh đầu. Bọn chúng dành cho hai thằng tôi từng loạt đạn B dồn dập. Chúng tôi chỉ biết chúi đầu chịu trận. Nhưng có cái hay là khi chúng bắn như vậy thì đám bộ binh không dám lên, hai thằng yên tâm hơn, có thời gian ngó sang sườn phía đông nơi thằng Hải trấn giữ và sườn núi phía nam của khẩu cối tép. Mặc dù tôi biết phần sườn nam của cối đã có một thằng trấn giữ và được khẩu RPD của mỏm phía tây chiếu cố. Sau chừng 30 phút trần chúng tôi bằng các loại hỏa lực mà chúng có, đột nhiên chúng im bặt, cứ như thể chúng không có ở đây vậy. Hai thằng tôi đờ đẫn vì sức ép, vì như thiếu không khí để thở. Không khí thì như đặc quánh lại. Hai cái mặt vừa được rửa sạch, lại lem nhem, đen xì vì khói đạn. Tôi chợt giật mình khi thấy một dòng máu chảy từ trên đầu thằng Dũng xuống ngang mặt. Vội nhào tới hỏi nó nhanh. Mày dính à? Nó lắc lắc cái đầu ra chiều không hiểu. Tôi ghì đầu nó xuống, vạch tóc ra kiểm tra. Giờ thì nó hiểu. Nó chỉ vào mặt tôi. Tao làm sao? Nó lấy tay xoa lên mặt tôi, rồi chìa cho tôi coi. Máu? Tôi có bị gì đâu mà sao lại chảy máu đầu nhỉ? Mà xem chừng máu trên mặt tôi còn nhiều hơn nó. Lẳng lặng không nói gì, nó lôi cái túi cứu thương cá nhân từ trong ba lô ra. Trước khi sang ca, chúng tôi được phát mỗi người một túi này, trong đó có đủ bông băng cứu thương, thuốc đỏ, một lọ nhỏ thuốc xoa trên da để chống muỗi. Nhưng lọ thuốc chống muỗi này đã hết từ lâu. Một lọ thuốc uống chống rắn cắn và những viên thuốc nhỏ như mắt tôm. Lọ này thì còn nguyên, chưa dùng lần nào. 5 ống thuốc nước chống đạn hơi cay, đạn hóa học. Loại này khi dùng bôi lên mắt và thấm ướt cục băng gòn rồi nhét vô lỗ mũi, cũng chưa dùng tới lần nào. Quan trọng nhất là gói thuốc cầm máu. Nó giống như những miếng giấy thấm mực của học sinh. Nếu các đồng đội đi học thời kỳ những năm 60-70, chắc còn nhớ. Cách dùng rất đơn giản. Tùy theo vết thương to hay nhỏ mà bẻ miếng tương ứng đặt vào vết thương rồi băng lại. Nếu vết thương không quá lớn và nguy hiểm thì máu sẽ tự đông lại. Chúng tôi gọi nó là miếng then cầm máu. Thằng Dũng lấy cái áo cứng quèo của nó lau lên mặt tôi, rồi bỗng phá lên cười. Tôi không hiểu mô tê răng dứa chi cả, quay sang nhìn nó, vì lúc này tôi vẫn phải đánh mắt quan sát mọi động tĩnh của cả sườn nam núi trong khi nó lấy đồ. Thằng quỷ vẫn cười sằng sặc. Nó nói gì đó với tôi không rõ,
rồi lại nhe răng ra cười. Cáu quá, tôi giơ cái báng AK dứ dứ vào mặt nó mới thôi cười. Túm đầu nó, tôi lôi nó ra thế chỗ của tôi, rồi tôi vạch đầu vạch tóc nó ra, kiểm tra nơi có máu chảy. Giờ tới lượt tôi cười, té ra, trên đầu trên mặt hai thằng tôi, những mảnh đá răm dắt vào bộ tóc dài như thổ phỉ của hai thằng. Đây chính là nguyên nhân gây chảy máu. Toàn những vết thương do đá răm, những mảnh đá văng ra khi bị đạn bê nổ bắn lung tung, văng vào đầu vào mặt chúng tôi làm sứt da chảy máu. Khi mải quần nhau với tụi pốt nên không có cảm giác gì. Vậy là yên tâm, chỉ như vết muỗi đốt thôi. Tôi ra hiệu cho nó là tôi lên đỉnh núi, còn nó ở lại cảnh giới. Lúc này mặt trời cũng đã ngả về tây. Sang qua chỗ thằng Hải, mặt mũi nó cũng đâu có khác gì chúng tôi, cũng đen sạm những vệt máu đã khô đọng lại. Giống như hai thằng tôi, một thằng cảnh giới, một thằng đang kiểm tra lựu đạn và vệ sinh những băng AK bị bụi đất đá phủ lên. Thấy tôi lên đỉnh núi, thằng Hải còn ra hiệu cho tôi là lên xin thuốc lá. Tới hầm chỉ huy, còn mỗi thằng thông tin, tôi bây giờ không còn nhớ tên vì y tá và thông tin hay đổi người. Tụi nó nói hoa thơm nên để mỗi người ngửi một chút. Không thì tụi bên dưới không được nhìn thấy xe chạy bên trái, không được thấy ánh đèn sáng lung linh mỗi khi trời tối. Tôi biết tổng là bọn này nói vậy thôi, chứ máy PRC-25 dưới chốt bên dưới có mấy khi phải đi ra ngoài mà sợ đá mìn. Tối không phải gác, ôm máy ngủ khỏe. Y tá cũng vậy. Chỉ khi nào tổ chức đi phục cấp đại đội thì chúng nó mới phải đi theo thôi. Ở trên núi, ngày ăn 3 bữa tụi pốt tập kích 3 lần, trên núi lại mỏng người, chúng lạnh lưng. Tiếng máy PRC-25 vẫn xè xè chờ bắt liên lạc. Còn thằng thông tin nhoài người khỏi miệng hầm quan sát sườn bắc, tay nó vẫn thủ khẩu AK. Ngoài cửa hầm chừng vài chục cái vỏ đạn M79 nằm lăn lóc, cái dây đạn thắt ngang lưng của anh Huyết vứt nằm ngay cửa hầm. Bên trong toàn đạn bi loại chống xung phong. Cái áo đạn và khẩu M79 chắc anh mang theo. Thấy vậy, không nói gì với thằng thông tin, tôi ra khỏi chỗ khẩu DKZ-75 xăm soi. May rồi, nó vẫn an toàn, nằm dưới lớp bạt tre, không hề hấn gì. Cả cái kẹt đá tôi xếp đạn cũng vậy. Lôi hộp kính ngắm quang học ra để lấy cái ống nhòm. Đứng trên cao quan sát, bên dưới không thấy gì ngoài một màu xanh ngút mắt của tán lá rừng. Tôi hơi thoáng nghi ngờ khi thấy đàn chim bay từ hướng nam về núi. Khi gần chân núi, bỗng chúng đảo cánh bay tạt ngang về hướng tây. Thầm nghĩ, bọn này vẫn chưa chịu lui, vẫn cố gắng chơi tụi tôi đây. Anh Huyết vừa về tới, tôi đem điều tôi vừa phát hiện ra nói với anh. Anh cũng nhận định là tụi nó vẫn tập trung dưới chân và chắc từ giờ tới chiều chúng còn đánh lên nữa. Anh nhắc tôi kiểm tra khẩu DK cho cẩn thận, chiều nay có lẽ sẽ dùng tới. Anh vừa đi đôn đốc kiểm tra nhóm phía tây và khẩu cối về. Anh bảo tôi, em về nói anh em lấy gạo sấy ra tự túc nhé. Như vậy sao nấu được cơm? Nhìn mặt tôi có vệt máu, hiểu ý tôi nói nhanh. Kẻ rồi mà, không lo gì anh ơi. Hai anh em trao đổi với nhau thì có tiếng rè rè trong máy. Cậu thông tin nói, anh ơi, ban chỉ huy muốn nắm tình hình trên chốt. Anh bảo nó trả lời là không có gì, tất cả bình thường, ngoại trừ việc cần tăng cường cho cối chi viện nhiều hơn, vì anh nghi bọn địch đổi quân. Thấy tôi vẫn tần ngần đứng đó, hiểu ý. Lại muốn hút thuốc chứ gì? Tôi gãi cái đầu bù xù. Anh bây giờ quá trưa rồi, lần trước là bữa sáng. Mày chỉ khéo vòi. Nói vậy, nhưng anh lấy ra một điếu cho tôi và bảo, cho cả 4 thằng tụi bay nhớ chia đều nghe. Cầm điếu thuốc tôi bước đi mấy bước, rồi ngoái cổ lại giao hẹn. Đây là ca trưa nhá. Rồi nhanh chân chạy biến xuống thằng Hải, không để cho anh kịp nói gì. Xuống tới chỗ thằng Hải thì thấy nó đang ăn cơm sấy. Chìa điếu thuốc ra khoe thành tích, mắt nó sáng lên. Thằng Lan thì chìa tay ra, nó đang cảnh giới cho thằng Hải ăn. Còn nó thì ăn chưa tôi cũng không rõ.
bẻ đôi điếu thuốc cho hai đứa một nửa, tôi ung dung đi về hầm của mình. Hai lỗ tai bây giờ cũng đã bớt lùng bùng. Thằng Dũng hỏi, mày ăn nữa không? Tao làm. Thằng này ngoài cái tính hay làu bàu như đàn bà ra, thì nó cũng chăm lắm, chịu khó làm những cái lặt vặt mà đám lính thành phố cứ tròn mắt ra, đố anh nào làm được. Như đặt bẫy thú rừng, đan dọ bắt cá, nhất là cái chuyện đan dậm. Bố thằng lính thành phố nào làm được? Chỉ cái là cu cậu hơi nhát, hễ thấy thằng nào vung chân vung tay là xanh cả mặt. Dù thằng kia trái lè ra, nó vẫn cam chịu không dám cãi. Vì vậy nó thích ở với tôi. Với tôi thì lại khác, chỉ cần lừ mắt là khối thằng xếp ve luôn. Thằng Tùng Điên cũng dân Hải Phòng như tôi, không ngán bất cứ thằng nào trong đơn vị. Nhưng với tôi lại nhũn như con chi chi. Chỉ cần thấy vậy là mọi người nể tôi rồi, mặc dù tôi chưa gây chuyện và đánh lộn với ai. Thằng Dũng đi cùng tôi không bị mọi người bắt nạt. Tuy nó lành như vậy, nhưng trong chiến đấu nó lại là thằng rất lì. Chả vậy mà anh Huyết tin tưởng giao cho nó cái sườn nam, kể cả khi tôi lên tác xạ khẩu DK-75, nó chỉ còn một mình. Vẫn còn no, hai thằng nhét một nửa phần thuốc của mình vào nó điếu, còn một nửa thằng Dũng gói lại cẩn thận, cất đi. Hai thằng vừa cảnh giới vừa chuyển nhau cái điếu. Lúc này thật khoan khoái, cảm giác như từng tế bào trong người nhổm cả dậy. Tựa lưng vào vách hầm, tôi mới hỏi nó, sao ban nãy mày cười tao dữ vậy? Nó tủm tỉm cười, rồi bảo toàn mảnh đá cắm vô cái mặt mày, làm cho hà bò cạp xấu trai đi. Mày có về thì đám con gái thành phố chúng nó chê mày xấu, con em gái tao mới có cơ hội. Trời ạ, hàng ngày nó vẫn nhận tôi làm em rể, hứa là có cô em gái theo lời nó là xinh cực kỳ, lại ngoan ngoãn chăm làm, sẽ gả cho tôi. Cứ vậy, hai thằng hút hết mẩu thuốc rồi ngồi tán chuyện. Chợt nhớ ra, tôi bảo nó đem một số lựu đạn dài ra khắp bờ đoạn hào của chúng tôi và rút hết chốt chính, nhưng đừng vứt đi mà để ngay bên cạnh. Nếu không dùng tới còn chốt trở lại. Phòng khi tôi lên trên, với khẩu DKZ một mình nó sẽ xoay sở nhanh hơn. Đang nói chuyện, nó chợt ngưng lời. Tụi nó lại lên mày ơi! Tôi nhoài người ra ngoài khe đá. Đám lính cốt đang lũ lượt vượt qua dải đất nghiêng thứ nhất, tiếp cận cái bờ đá để lên dải đất thứ hai. Chúng có vẻ tự tin, vì biết mìn trái của chúng tôi ở đây đã bị chúng dọn sạch sẽ. Sợ phía đông thằng Hải chưa biết, tôi lần sang bên đó. Thấy tôi nhô lên, nó chỉ tay về phía trước, ra điều đã biết. Yên tâm tôi quay lại. Tiếng thằng Dũng thì thào bên tai tôi. Tụi nó tụ dưới khá đông rồi. Gật đầu, tôi và nó không nói gì với nhau. Thi nhau bẻ chốt lựu đạn, ấn búa rồi ném xuống dưới. Tôi ném phần địa phận của tôi, nó ném phần của nó. Loáng cái, mười mấy trái lựu đạn xếp trên bờ đã hết sạch. Tiếng la chí chóe của tụi lính pốt lẫn trong tiếng lựu đạn nổ oành oành liên tục. Một lần nữa, chúng định đánh úp chúng tôi. Tiếng lựu đạn rền vang khắp chốt. Bọn này bị bất ngờ chứ không phải chúng tôi. Vì vậy phản ứng của bọn hỏa lực yểm trợ phía sau có phần chậm chạp. Bây giờ mới có tiếng 12 ly 7 cùng cùng nã về phía chúng tôi. Và tiếp nối là dàn đồng ca của các loại B-40, B-41 hòa theo. Mỏm núi lại chìm trong khói lửa. Kịch bản của buổi sáng lại lặp lại. Lại ù tai tức ngực, lại khó thở cay mắt. Sau nhiều lần như vậy vẫn không lên được. Bọn chỉ huy đám pốt có lẽ đã nhận ra chỉ có hướng đông là dễ lên nhất. Tôi cảm nhận thấy rất rõ ràng, ở hướng tây và hướng nam của tôi, chúng vẫn bắn nhưng không mãnh liệt nữa, cường độ giảm hẳn, vẫn tính leo lên dải đất, nhưng quân số vãn đi rất nhiều. Bây giờ mặt trời đã ngả về chiều, đang cảnh giới cho Dũng kiểm tra số lựu đạn còn lại. Chợt có tiếng vỏ đạn DK-75 lăn cồng cộc từ trong đỉnh mũi xuống. Đây chính là tín hiệu anh Huyết muốn gọi tôi lên đỉnh. Nhìn vỏ đạn rồi quay qua nhìn Dũng, nó gật gật cái đầu, tỏ ra hiểu ý,
và thầm muốn nói tôi cứ yên tâm mà đi. Nó biết rằng nó sẽ không đơn độc, vì từ trên đỉnh núi tôi vẫn lưu tâm tới nó nhiều hơn. Chẳng cần nói nhiều vì hai thằng đã quá hiểu nhau qua nhiều trận đánh trước đây. Từ hầm của tôi, nếu lên thẳng đỉnh núi chỉ chừng 18 mét thôi, nhưng dốc, và nhất là bây giờ, lên theo núi này chắc làm bia cho tụi nó tập bắn. Chỉ còn lối lên phía đông an toàn hơn, xách cây AK men theo đoạn hào ra phía thằng Hải. Ôi trời, cách chừng 70-80 mét, bọn pốt đang tụ tập rất đông. Một số thằng lợi dụng gốc cây to hay những mô đá ẩn nấp và bắn yểm trợ cho tụi phía trước đang bò lên. Thót một cái nhanh như sóc, tôi đã vọt khỏi hào và ẩn mình sau một tảng đá. Một loạt đạn RPD vuốt đuôi làm tung tóe những mảnh đá nhỏ sau lưng. Cứ bò và len lỏi sau tảng đá, tôi đã tới gần hầm anh Huyết. Vừa nhìn thấy tôi, anh nói nhanh. Em xuống cối nói tranh thủ lắp liều chính, tập trung về hướng đông, bảo khẩu RPD sẵn sàng lên đỉnh, khẩu 12 ly 8 bổ sung đạn vào đây. Động viên anh em, bên dưới tiểu đoàn từ sáng đã điều quân chi viện cho chúng ta, đã nổ súng đánh với chúng từ sáng rồi. Tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 cho hai đại đội đang vận động vào chi viện, đã tới cầu cháy, chúng ta không đơn độc. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao cối 82 bắn chi viện cho chúng tôi rời rạc, một thắc mắc mà từ sáng tôi không nói ra. Đó là chỉ có một khẩu bắn chi viện cho chúng tôi, còn một khẩu phải trợ chiến cho anh em tiến đánh giải vây cho núi. Truyền đạt lại cho anh em xong, anh Thịnh Già phụ trách khẩu 12 ly 8 hỏi tôi, anh em trên đó thế nào, ổn chứ? Phía đó tụi nó lên dữ hơn phía này. Gật đầu tôi trả lời, vẫn ngon, tuy có chảy ra chút đỉnh. Quay về đỉnh bây giờ lại là cả một vấn đề, vì bây giờ cụm Tây trở thành nơi trút xuống của những trái bê vượt tầm, đều nổ cả ở bên này. Sau vài lần phải nằm bẹp xuống vì những nháng lửa lóe mắt, tôi cũng về tới chỗ khẩu DK của tôi. Trong lúc dỡ bạt che khẩu súng, nghe tiếng tụi pốt la chô chô, kèm theo vào lẫn đó là những tiếng la. Cáp cà ban ruôn, cáp cà ban ruôn. Tiếng cậu thông tin hối hả. Ba chủ hãng, khách tới rất đông, khách đã qua cổng chính. Vào tới sân, đề nghị ba chủ hãng cho bác cả xuất hàng để tiếp đón. Tôi hiểu, đây là những tiếng lóng của thông tin áp dụng cho những tình huống khẩn cấp. Đó là ban chỉ huy, địch vào rất đông, sát chiến hào, đề nghị cho cối bắn khẩn cấp. Và đây cũng là ám hiệu chỉnh cho cối bắn theo tọa độ đã được chấm sẵn từ trước. Còn nếu cần bắn về sườn nam, sẽ là cổng ngách, còn cổng tây là cổng sau. Tiếng súng AK, nơi phía đông liên tục điểm xạ, cả nam cũng vậy, còn tiếng lựu đạn thì ngược lại nổ thưa dần. Tôi đã nạp xong trái đạn AK đầu tiên, mở khóa hướng, quay nhanh nòng súng về phía đông, nơi tiếng la hét của bọn pốt vang lên nhiều nhất. Đóng khóa hướng, mở khóa tầm, hạ nhanh nòng súng, lại đóng khóa, tôi bắt đầu chỉnh súng tìm mục tiêu. Chưa kịp bắn thì liên tục những tiếng oành oành từng đôi một của cối 82 đã giã xuống đám lính pốt ở đây thật chính xác, trúng vào giữa đội hình của chúng. Rồi, xong rồi, vậy là yên tâm, không còn lo về mặt này nữa. Tôi quay súng về sườn nam núi, nơi thằng Dũng đang điểm xạ liên tục. Phía này tôi gặp khó rồi, vì bắn tà âm do sườn núi quá dốc lại rất gần, nên dù hạ hết tầm đường ngắm vẫn vượt qua mục tiêu cần bắn. Không suy nghĩ gì nữa, tôi ghé vai vào thân súng nâng bổng nó lên. Vậy là bây giờ chỉ còn hai chân súng chống xuống đất. Nghiến răng há miệng, xiết cò. Một luồng lửa xanh lét từ nòng súng phụt ra như làn sét đánh, không thể phân biệt được tiếng nổ của quả đạn và tiếng nổ đầu nòng. Quá gần, không cần biết kết quả ra sao, luồn nhanh tay về phía sau, tôi mở khóa nòng, rút phăng cái vỏ đạn quăng ra, rồi lôi tiếp cái hộp sắt tròn chứa đạn, lấy một viên tiếp theo nạp vào súng, không quên dùng hai ngón tay bịt đầu nổ trước khi ấn nó vào nòng. Lại ghé vai khênh đuôi súng lên, lần này tôi cảm nhận sức nóng từ thân súng truyền xuống vai. Kệ,
lại nghiến răng xiết cò. Hai trái đạn như hai luồng lửa đã quét sạch tụi Pốt ở Sơn Nam, hay chí ít cũng gần như vậy. Tụi lính Pốt ở đây câm lặng, quay nòng về hướng đông, đạn cối 82 đã ngừng nổ. Vẫn còn thấy vài thằng, tôi chỉnh súng, nện tiếp hai trái nữa. Chợt có bàn tay vỗ vỗ vào vai, quay sang thấy anh Huyết. Anh xua tay ra hiệu ngừng bắn, tôi lắc đầu, hai tay vẫn vặn núm chỉnh tầm và hướng. Anh nhanh tay mở luôn khóa bầu nòng. Anh Huyết xua tay ra hiệu ngừng bắn, tôi lắc đầu, hai tay vẫn vặn núm chỉnh tầm và hướng. Anh nhanh tay mở luôn khóa bầu nòng. Anh, em thấy hai thằng Miên đang kéo theo một thằng chạy xuống, để em cho nó một phát nữa. Anh Huyết kéo tay tôi lôi ra. Thôi, tiết kiệm đạn đi em. Cơ hội đã qua, tôi đành theo anh ra khỏi công sự của súng. Bây giờ, toàn chốt đã im ắng, mặt trời đã gần như xuống hết ở phía tây xa xa. Toàn bộ khu vực đỉnh núi như vừa có một trận bão lớn đi qua. Cây cối gãy đổ, những mảnh đá vụn và đất bị cày xới. Phía xa xa, hướng sân bay còn những tiếng bùng bình của B-40 vọng lại. Anh Huyết bảo tôi, anh em vẫn đang đánh nhau với chúng ở bên dưới đó. Có lẽ tai tôi vẫn ù nên tôi chỉ nghe được tiếng đạn lớn, còn tiếng đạn nhọn thì không nghe được. Chạy vội xuống chỗ thằng Hải để về hầm, tôi thấy thằng Hải và thằng Lan đang ngồi tựa lưng vào tảng đá, mắt vẫn nhìn về phía trước cảnh giới. Vừa thấy tôi, thằng Dũng nghe răng cười. Tụi nó lên đông quá, may mày thổi giúp cho hai trái. Nhưng tao cũng giật mình vì ghê quá, tao có cảm giác như sét đánh. Nó nói như hét với tôi. Mày có sao không? Tôi hỏi nó. Nó như không nghe, hỏi lại. Mày nói cái gì thế? Nó lại gào lên. Tôi hiểu tại sao nó như vậy. Ai đã từng đứng trước họng súng DK khi bắn mà lại ở gần như vậy sẽ hiểu. Nó còn bị ù tai hơn tôi. Sờ khắp người, thấy nó không sao. Tôi ngồi phịch xuống cái sạp, với tay lấy cái bi đông nước tu một hơi rồi đưa cho nó. Trong lúc nó uống, tôi đã kịp moi mẩu thuốc lá nó cất từ trưa ra, nhét vào nõ điếu rồi châm lửa hút. Thật đã. Chìa cái điếu cho nó. Cứ vậy hai thằng truyền qua truyền lại cái điếu, không thằng nào nói gì. Khi mẩu thuốc đã hết, lại xách khẩu AK, tôi lên đỉnh. Trời đã nhá nhem tối. Trên đỉnh núi, anh Huyết và cậu Thông Tin đã đặt trên bếp nồi cháo và anh đang mở hộp thịt hộp. Anh bảo tôi tối nay ăn cháo thịt hộp, rồi đổ cả hộp thịt vào nồi. Anh nói tôi đi nhắc nhở anh em canh gác, phải tranh thủ lấy số đạn cối bị lép liều chính về chế mìn, ngày mai gài vô những nơi hiểm yếu. Tôi đề nghị anh cho xuống kiểm tra dưới sườn núi, anh gạt đi. Không cần đâu em, chúng ta giữ núi là chính, bây giờ xuống không an toàn, chỉ cần ở trên này cảnh giác tốt là đủ. Thực tình tôi muốn xuống để kiểm tra kết quả ra sao thôi. Thấy anh nói vậy đành thôi. Trời đã tối, tiếng súng bên dưới hướng sân bay giờ đã im hẳn. Tối đó, chúng tôi lần đầu tiên kể từ khi lên núi, được anh Huyết phá lệ, cho mỗi thằng một ca inox nước để rửa mặt, được ăn một bữa nguyên một hộp thịt. Thông thường, đó là hộp thịt ăn cho hai ngày, và dĩ nhiên khẩu phần thuốc lá cũng gấp đôi. Đêm đó đã trôi qua yên lành, tụi Pốt đã rút hẳn. Sáng dậy, ăn sáng xong, chúng tôi bắt đầu tổ chức một tổ 3 người xuống sườn núi phía đông để kiểm tra trận địa. Tổ này gồm tôi và hai cậu của C-10, bây giờ tôi không còn nhớ tên. Nhiệm vụ của chúng tôi là nắm xem tình hình bên dưới thế nào, khoảng cách 100 mét tính từ đỉnh xuống. Đầu tiên là phía đông, nơi có con đường lên xuống núi, sau đó cắt ngang sang sườn nam rồi quay về. Trên núi khẩu cối sẽ luôn sẵn sàng nổ súng chi viện. Anh Huyết dặn dò, nếu phát hiện địch phải nhanh chóng quay về ngay, không được ham đánh. Bí mật rút về an toàn cho anh em là trên hết. Nai nịt gọn gàng, ba anh em, một khẩu PRD,
và hai khẩu AK. Chúng tôi bắt đầu xuống với khoảng cách 10 mét một người. Vừa xuống chừng 20 mét, xác hai thằng cốt nằm cách nhau mấy mét còn đó, hai khẩu AK văng khỏi tay. Kiểm tra thì hai thằng này dính đạn AK. Bỏ qua, chúng tôi đi tiếp. Cứ người đi đầu đi 5-7 mét thì dừng lại cảnh giới cho người tiếp theo. Vượt qua như vậy, rồi hai người sẵn sàng nhả đạn, bảo vệ cho người thứ ba tiến. Chúng tôi cứ cuốn chiếu như vậy, không còn xác thằng cốt nào nữa, nhưng những vệt máu và những mảnh vải đẫm máu rải rác rất nhiều. Những giọt máu đã khô, đọng trên lớp lá cây, đang bị đám kiến bu bám. Xuống tới gốc cây bằng lăng cỡ 6-7 người ôm, thì bông băng vứt bừa bãi. Cái cây này là nơi anh em đội tải, mỗi khi tải gạo nước đạn dược cho núi, thường hay ngồi nghỉ tại đây. Và tụi Pốt cũng đã nhiều lần gài mìn KP2 quanh gốc cây, làm vài người hy sinh tại gốc cây này. Trong đó có thế người Thanh Hóa, một thành viên của chốt đạp mìn hy sinh khi xuống đón đoàn tải. Vậy là đã quá giới hạn được giao, hơn 100 mét. Chúng tôi bắt đầu quay ngang tạt sang sườn phía nam. Vẫn bông băng dải trắng dính máu nhưng không thấy một xác nào. Những liều phóng đạn B và các loại vứt rải rác khắp nơi. Một khẩu cối tép có lẽ chúng đặt ở đây. Dấu bàn đế và liều phụ còn vứt lại. Đi tiếp, vẫn theo kiểu một người tiến, hai người yểm trợ. Bây giờ chúng tôi đã ở sườn nam núi, phía dưới hầm và công sự chiến đấu của tôi và thằng Dũng. Có lẽ khẩu 12 ly 8 ở đây. Vỏ đạn văng đầy mặt đất vào sát mép dải đất nghiêng. Tôi nhặt được cây mũ dính đầy máu, óc và tóc nằm trong bụi cây. Lũ kiến bám dày đặc trên nó. Chắc là của thằng bị thằng Dũng bắn khi nó điểm xạ lần đầu tiên đây. Lần lên trên dải đất, nơi hai trái cối đầu tiên chúng tôi giật nổ, vài mảnh vải thấm máu. Trên núi vang lên 3 phát AK. Chắc trên đó thấy chúng tôi đi đã lâu nên gọi về. Muốn xem kết quả của mình nên tôi ra hiệu đi lên núi bằng lối cắt thẳng lên chỗ tôi. Hai thằng C-10 lắc đầu. Chắc là sợ còn mìn sót lại. Đảo mắt nhìn lên, không có cái xác nào. Tụi nó đã lôi kéo đi hết. Vậy là quay lại theo lối cũ, nhặt cái mũ, đập cho đám kiến dung, mang về cho thằng Dũng làm kỷ niệm. Chúng tôi quay về báo cáo tình hình với anh Huyết, không quên xách về hai khẩu AK. Báo cáo xong tình hình, anh Huyết nói, nhiệm vụ của chúng ta là giữ chốt. Giữ được chốt là các đồng chí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Ban chỉ huy vừa điện lên, khen anh em ta đã dũng cảm chiến đấu, bảo vệ chốt an toàn. Trưa nay sẽ có đoàn tải lên núi và mang theo phần thưởng cho chúng ta. Chắc là chè thuốc rồi, tôi nói. Vậy anh phá kho thôi. Nói vậy không ngờ anh phá thật. Mỗi đứa một điếu thuốc phì phèo trên môi. Trận đánh cuối cùng của tiểu đoàn 3, trung đoàn 2 công an vũ trang trong Cao Mê Lai. Chốt cầu cháy. Bây giờ đã bắt đầu vào mùa mưa năm 1980. Những cơn mưa đầu mùa đã bắt đầu trút xuống những cánh rừng Cao Mê Lai. Khỏi phải nói, nỗi sung sướng của anh em trên chốt núi như thế nào. Chúng tôi hò reo đón những hạt mưa rơi lộp bộp trên những tấm tăng đã được căng ra từ khi mây đen kéo tới. Bao ngày qua, chúng tôi không hề biết tới rửa mặt đánh răng. Tất cả chỉ để dành nấu cơm. Nước uống mỗi người được chia một bát một ngày, không dám đun sôi vì sợ nước bay hơi. Giờ đây, nước từ trên trời trút xuống, thấm đẫm mái tóc dài phủ kín hai tai, thấm vào cái cơ thể của những thằng lính gầy gò xanh xao vì sốt rét, vì ở dơ lâu ngày không tắm, thấm vào những bộ quần áo bao ngày chỉ được thấm mồ hôi, hôm nay mới được thấm giọt nước thực thụ. Ngoài những người đang trực gác, sáu anh em tranh thủ vừa tắm vừa hứng nước đổ vào những vỏ đạn DK rỗng. Sáu người gác cũng không chịu kém,
Họ đứng ngoài trời cho những giọt mưa rơi lên người để cảm nhận dòng nước chảy trên người. Mắt vẫn không ngừng quan sát. Anh Chi, bê trưởng BDKZ của chúng tôi, bây giờ đã lên núi thay cho anh Huyết chỉ huy núi, còn anh Huyết xuống nắm C-12 vì anh Hùng Mèo C trưởng C-12 lên tiểu đoàn làm dê phó quyền dê trưởng thay cho chú 3B dê trưởng vừa bị thương phải ra ngoài quân y điều trị. Anh Chi rất vui tính và đặc biệt anh có khiếu làm thơ, viết những bài cải lương hài hước trong những buổi văn nghệ của trung đoàn. Chính anh là người đã dìu dắt tôi từ khi còn là cậu tân binh. Anh truyền lại những kinh nghiệm trong chiến đấu cho tôi, dạy cách gài mìn, dò và gỡ mìn, cách kiểm tra trước khi gỡ mìn địch có gài bẫy hay không. Anh chỉ hơn tôi 7 tuổi, nhưng cả trung đoàn đều gọi là chú Chi. Nhớ lần đánh trận đầu tiên, anh ở bên tôi thầm thì: "Nhớ bắn xong là phải chuyển chỗ ngay em nhé. Bắn nó dễ ợt mà. Xem anh là mẫu này. Em có thấy cái đỉnh ụ mối có một thằng không? Anh sẽ bắn thằng đó." Khi đó tôi chưa phải là xạ thủ có số trong khẩu đội. Bằng bằng. Anh lôi tôi lùi theo hào ra cách chỗ bắn chừng 6-7 mét. Xong rồi, thằng đó cắt cơm rồi. Giờ tới thằng em mày. Anh tiếp tục chỉ cho tôi một thằng bên gốc cây bằng lăng. Làm đi, nhớ bắn xong di chuyển. Tôi điểm xạ 2 viên AK, không rõ mình bắn trúng hay trượt vì khói súng, thì anh đã lôi tôi di chuyển rồi nói: "Mày cũng khá đó chứ, thấy không, anh nói dễ ợt mà." Thực tình tôi cũng chẳng rõ là mình bắn có trúng hay không nữa. Cứ vậy, anh dìu dắt đàn em tụi tôi qua các trận đánh. Trên chốt núi, bữa nay chú Chi của chúng tôi vừa tắm vừa bảo: "Tụi mày nhớ giữ lại ghét nghe chưa? Trưa nay anh em mình làm một bữa canh chua mắm ruốc." Quả thật, sao trên người chúng tôi lắm ghét đến vậy? Vừa kỳ cảm thấy hết rồi, lát sau kỳ lại, từng mảng lại bong ra. Chúng tôi thay nhau gác để tắm, ai cũng như lột xác, những khuôn mặt đen sạm mọi ngày, bữa nay nhìn thằng nào cũng tươi rói. Vài hôm sau, tôi lấy ống nhòm soi vào bụi le mọc dưới sườn bắc núi và phát hiện có vài cái măng nhú lên. Bàn với chú Chi cho tôi xuống đào lấy măng măng lên để anh em cải thiện. Chú Chi nói: "Làm sao xuống?" Chú Chi không biết tôi đã nhiều lần chặt dây rừng buộc lại để tụt xuống gài trái dưới đó. Vì mới lên núi, sau tôi nên lăn tăn chuyện này. Thế là cứ vài hôm, chúng tôi lại có một bữa măng le cải thiện. Một bữa chú Chi gọi tôi vào và bảo: "Ngày mai có đoàn tải lên núi, em chuẩn bị để theo họ xuống về chốt cầu cháy. Đây là lệnh của C, sẽ có người lên để thay thế vị trí của em." Trở về hầm chuẩn bị ba lô, tôi hơi buồn vì hai anh em đã gắn bó và có những kỷ niệm thức trắng ngắm trăng sao trên đỉnh núi này. Anh làm thơ, còn tôi ngồi bên bình những câu thơ của anh thật tâm đắc. Những bài thơ của anh tôi đã đánh rơi rụng theo năm tháng, giờ đây chỉ còn đôi câu vì nó gắn với những ca gác như: "Bốn gang tay đo cả bầu trời." Quả thực, duỗi thẳng cánh tay ra, tôi đo thấy đúng vừa khít 4 gang tay. Hay câu trong bài cải lương tâm sự anh nuôi: "Người hết hơi thì còn ngồi nghỉ, xe hết hơi thì phải đón xe đò." Tạm biệt chú Chi và các đồng đội trên núi, tôi theo đoàn tải về chốt sân bay dã chiến để chờ đoàn tải từ trong chốt ra cầu cháy hay có đoàn từ ngoài đó vào rồi theo ra. Về sân bay tôi là người tự do. Trong những ngày chờ đợi, tôi chẳng thuộc ai quản lý, dù ở đây cũng có một khẩu đội DK-82 thuộc B tôi. Vì vậy tôi thoải mái đi chơi lang thang khắp chốt. Cũng tại đây, tôi đã biết lý do vì sao đại đội điều tôi về chốt cầu cháy. Đó là trước khi anh Chi có lệnh điều động,
Khẩu đội DK-82 tại cầu cháy trúng một trái đạn M-79 của Bốt bắn khi cả khẩu đội đang ăn cơm. Chúng lợi dụng trời mưa, tiếng sấm sét đã át đi tiếng nổ đầu nòng làm mọi người không để ý. Trái M-79 này làm thương vong cả khẩu đội DK-82. Đại đội 12 điều gấp tôi về để vừa trực chiến đấu vừa huấn luyện cấp tốc cho mấy anh em điều động từ C bộ xuống như anh nuôi vệ sinh viên. Trong vài hôm ở lại chốt sân bay dã chiến, tối đến tôi về khẩu đội DK-82 ngủ tại đây và cũng gác đêm cùng anh em, dù ai cũng nói không phải gác, để cho mày được xả hơi vài ngày. Nói chung, ai cũng biết, trên núi hai người thay nhau canh gác cả ngày và đêm, nhưng tôi cũng biết, dưới này anh em cũng đâu nhàn hơn. Ban ngày ra chốt tiền tiêu, tối về lại chia ca gác, có thêm tôi cũng đỡ một phần. Tụi Pốt cũng đâu để yên, ngày vài lần tập kích bằng cối 6, cối 8 vào chốt. Nhất là khu vực sân bay là rốn của những trái đạn cối rơi xuống. Khẩu DK-82 được bố trí tại góc tây sân bay, có nhiệm vụ bảo vệ phía này và phản pháo khi cối 82 của Pốt từ hướng đông, đông nam bắn vào chốt. Chúng bắn cối 6 thì chịu vì vướng tàn cây rừng. Tranh thủ những khi chúng ngừng tập kích, tôi ra sân bay kiểm tra những hố đạn cối 82 nổ tạo ra, xem những cái đuôi đạn cối cắm xuống giữa hố để xác định hướng chúng được bắn tới. Những cái đuôi này tinh ý sẽ thấy chúng có một góc rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi xác định và cắm những cọc tiêu nhỏ đánh dấu. Gần cuối sân bay có hai ngôi mộ của hai đồng đội hy sinh không mang được ra ngoài. Để lâu không được nên ban chỉ huy quyết định chôn tại sân bay. Trước hai ngôi mộ có mấy vần thơ thất ngôn tứ tuyệt của chú Bảy Giáp, Đinh Công Giáp, tham mưu trung đoàn 2 công an vũ trang để: người chiến sĩ không bao giờ chết, chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Nếu quân thù còn quay trở lại, mau vỗ khánh này đánh thức tôi. Chiều ngày thứ ba, C-10 tổ chức đi phục địch. Anh em đánh và diệt được hai tên, nhưng cũng bị thương một đồng chí, nên tổ chức đưa ngay ra cầu cháy. Rồi từ đây đưa ra D-1, D-1 tiếp tục đưa ra quân y của trung đoàn nằm tại Phu Mo Hơn. Khoảng cách giữa sân bay ra tới Mo Hơn hơn 20 cây số. Từ khi trung đoàn 4 sư đoàn 5 bàn giao Cao Mê Lai lại cho trung đoàn 2 công an vũ trang thì máy bay vào sân bay chở thương tử cho trung đoàn 2 gần như không còn, nên tỷ lệ thương vong của đơn vị tôi tăng lên rất cao do không được cấp cứu kịp thời. Khiêng cáng bằng võng đi đường bộ luôn luôn bị địch gài mìn và phục kích, dẫn tới việc nhiều khi đưa được một ca thương binh hoặc tử sĩ ra ngoài phải hy sinh thêm vài người là bình thường. Sáng ngày thứ tư, theo đoàn tải thương ra cầu cháy, gặp ban chỉ huy C-12 nhận nhiệm vụ. Ngay lập tức, tôi về khẩu đội DK-82 cùng với Nhật Tắc Kè Bông quê Kinh Môn Hải Hưng là vệ sinh viên từ C bộ đưa xuống. Gọi Tắc Kè Bông vì tay này lang ben toàn thân cứ lốm đốm như con tắc kè. Hà Sùi, anh nuôi đại đội quê Hà Bắc, lúc này còn thêm anh Trần quê Quảng Bình, chuẩn úy, từ trung đoàn điều vào tiểu đoàn 3 tạm thời được đưa về DK. Bốn anh em tranh thủ vừa củng cố hầm hào vừa luyện tập thao tác sử dụng súng DK. Cũng may là tuy mới về nhưng trước đây mọi người đều đã quen với súng, không lạ lẫm gì. Tôi chỉ cần hướng dẫn vài chi tiết là Nhật và Hà nắm được ngay. Bây giờ mưa liên tục, nước đã ngập chiến hào. Mưa cho chúng tôi nước nhưng cũng đem đến nhiều phiền phức. Đầu tiên là muỗi. Mùa khô đã nhiều muỗi rồi, nhưng khi mưa xuống, bọn này chỉ chờ có nước là sinh sôi nảy nở nhiều vô cùng. Ban ngày đỡ hơn một chút, còn ban đêm muỗi kêu vo ve bên tai không dứt. Ngồi gác chỉ chậm xua đuổi khi vuốt tay lên mặt thấy nhòe máu. Rồi số người sốt rét tăng lên chóng mặt.
Có thời điểm, cả đơn vị không còn người khỏe. Đã có đồng đội ra đi vì sốt rét, rồi bốt tập kích suốt ngày. Bất chợt, chúng đánh thẳng vào chốt, nhảy ra hào, đánh ngày vài lần, nên lúc nào quần áo cũng ướt và hắc lào. Thời điểm này, toàn bộ D3E2 ăn cơm với muối. Sư đoàn 5 không cấp thực phẩm, vì lý do gì thì chúng tôi không biết. Trong một lần Pốt đánh vào chốt, tới bây giờ nhớ lại tôi còn bật cười. Trên núi, Dũng Chóe đã ở trước nòng DK, lần này thì khác, một người lại ở sau đuôi pháo. Hôm đó chúng đánh dữ dội vào chỗ tôi, khẩu đội DK án ngữ ngay cửa ra vào căn cứ. Toàn khẩu đội im lặng chờ chúng tiến vào, phát hiện khẩu RPD của địch. Tôi hô khẽ cho Nhật nạp đạn. Chờ báo xong, dê nòng súng nhắm mục tiêu, tôi xiết cò. Cả mỏm ụ mối có thằng Pốt và khẩu RPD bay mất tiêu. Hô khẽ, chuyển. Tôi và Nhật nhanh chóng tháo súng di chuyển sang trận địa dự bị. Sau vài phút lặng đi, vì phát đạn DK, tụi Pốt lại bắn rộ lên. Đã có vài loạt AK điểm xạ của anh Trần và Hà Sùi. Các loại đạn cối và B-40 của Pốt bắn cầu vồng thi nhau nổ phía sau lưng chúng tôi. Mấy khẩu cối tép của C-11 và khẩu 82 của ta cũng đáp trả không kém. Căn cứ Cầu Cháy là căn cứ lớn nhất của tiểu đoàn 3 trung đoàn 2. Căn cứ này có ban chỉ huy tiểu đoàn và các B trực thuộc như trinh sát, thông tin và đội vận tải cùng đại đội 11, một nửa lực lượng của đại đội 12 hỏa lực cùng ban chỉ huy đại đội 12, tức là cối 82, một DK82 và một khẩu đội 12 ly 8. Ngoài ra còn một đại đội pháo 105 ly. Lại nói, sau khi chuyển khẩu DK ra vị trí khác, tôi lại phát hiện một khẩu PRD thứ hai ngắm đúng mục tiêu, xiết cò. Thì nghe tiếng la phía sau. Không kịp nữa rồi, một quả đạn nhằm thẳng mục tiêu lao tới. Không nhìn kết quả, tôi quay nhìn về phía sau. Ôi trời ơi, một thân hình toàn bùn đất lóp ngóp trong lòng hào. Bỏ súng, vội lao tới đỡ người đó dậy. Tôi hỏi vội, có sao không? Nghe trả lời, tao không sao. Rõ ràng là anh Trần và thằng Hà Sùi ở đoạn hào phía trên, còn tôi và thằng Nhật ở cùng nhau. Vậy đây là thằng nào? Pốt thì chắc không phải rồi. Tiếng la tôi nghe được là tiếng Việt. Tôi hỏi, là ai? Tao đây, Vinh C-11 đây. Sao mày lại sang đây làm gì? Tao nghe nổ phía mày dữ quá, biết bên mày thương người nên sang hỗ trợ. Rất may, Vinh đã kịp nhìn thấy tay tôi đưa lên cò phụ để bắn, nên kịp ngụp người xuống hào đầy nước. Với khoảng cách chỉ 6-7 mét sau đuôi khẩu DK và hào khô, có lẽ cậu ta đã vàng ươm như con cẩu thui rơm. Dù đã ngập hết người xuống nước, nhưng cái áo đang mặc trên người Vinh bị hơi súng phụt ngược, thổi bay mất cái lưng áo. Cả chốt rền vang tiếng nổ của đủ các loại đạn. Ầm ầm. Hai tiếng nổ long trời bỗng phát ra. Lại hai tiếng nữa, tất cả các loại súng của ta cũng như của Pốt chợt tắt lặng. Đó là do bị Pốt đánh thẳng vào mặt mình, hai khẩu 105 ly đã hạ nòng bắn thẳng vào đội hình của Pốt. Thêm bốn trái đạn 105 ly nữa. Tụi Pốt không dám đánh tiếp, vội chuồn êm. Vào thời gian này, tiểu đoàn 214 công an vũ trang, một tiểu đoàn của trung đoàn 2 đã sang ca từ tháng 3 năm 79, chiến đấu độc lập, đã quay về E2, thay thế cho tiểu đoàn 2 của trung đoàn, chuyển hướng nhập vào trung đoàn 20 công an vũ trang, chiến đấu tại Bratvihia, D214 lấy lại tên cũ của mình là D2. Vậy là đội hình của trung đoàn 2 công an vũ trang đã đầy đủ 3 tiểu đoàn, trải dài từ ngã ba Minit, ngã ba Con Voi, từ lộ 5 vào tới núi Cao Mê Lai, cao điểm 322, chiều dài gần 40 cây số. Đội hình trung đoàn 2 công an vũ trang lúc này như một thanh kiếm án ngữ dọc theo con lộ 59, chặt đứt toàn bộ các tuyến đường vận tải của Pốt
từ bên Thái xâm nhập vào nội địa ta, mà mũi cây kiếm này chính là tiểu đoàn 3 của tôi thọc thẳng vào trung tâm căn cứ đầu não của Pốt. Sau những cuộc tấn công như vũ bão của quân ta vào cuối năm 1979, bọn Pốt hoảng loạn tháo chạy qua bên kia biên giới. Giờ đây, được sự hỗ trợ của Thái và các nước khác, đặc biệt là Trung Quốc, cả về vũ khí, trang thiết bị quân sự, đưa cả chuyên gia sang huấn luyện, chúng đã tập hợp lại lực lượng, tổ chức quay lại đánh phá mạnh hơn suốt dọc tuyến biên giới mà đơn vị Trung đoàn 2 Công an Vũ trang chốt chặn. Mục đích chính của chúng là bẻ gãy cái mũi kiếm kia đang đâm vào làm chúng nhức nhối nhất. Biết không thể trực diện để đánh, chúng tổ chức những phân đội nhỏ lẻ lẻn sang gài mìn trên những con đường liên thông giữa các chốt, đặc biệt là con lộ 59. Lộ này được mệnh danh là xa lộ tử thần. Chúng luôn mai phục trên đường, tập kích các chốt của ta, rồi nhanh chóng rút về bên Thái. Đánh trực diện, lính ta không ngán. Nhưng đối diện với những trái mìn âm thầm, núp ló đâu đó, rình rập từng bước chân, làm cho quân ta có phần e ngại. Nhưng chúng đâu có biết là đơn vị đang đối đầu với chúng là Trung đoàn 2 Công an Vũ trang, vốn là Trung đoàn đất thép Củ Chi, được hình thành từ đội du kích Củ Chi và đội du kích Long An là nòng cốt. Giờ đây, Trung đoàn 2 chúng tôi lại được dịp phát huy cái sở trường của mình, đó là đánh du kích. Các đơn vị luôn tổ chức những phân đội cỡ trung đội ra ngoài căn cứ mai phục đón lõng bọn chúng. Trong một trận đánh mai phục bên ngoài như vậy, trinh sát tiểu đoàn 3 và một trung đội bộ binh từ Cầu Cháy đã tiêu diệt một số tên, đặc biệt đã bắt sống hai tên, một tên da trắng trẻo mắt một mí giải ra trung đoàn. Sau này nghe nói đó là một thằng cố vấn quân sự. Cuộc chiến trong Cao Mê Lai giờ đây là cuộc rình rập giữa hai bên, gài mìn và mai phục lẫn nhau, bên nào lì lợm hơn, kiên trì hơn, bên đó thắng. Với chúng tôi, với kỹ năng được huấn luyện để đánh trong rừng, kỹ năng đánh phản phục kích được phát huy tối đa. Khác với các đơn vị bộ binh khác, khi gặp mìn đều phải nhờ trinh sát lên gỡ. Đơn vị tôi, mỗi người đều trang bị cho mình một chiếc kim băng loại lớn, gặp mìn bất kỳ ai cũng gỡ luôn. Đặc biệt là trong một chuyến tải thương, 15 đồng chí tải lọt vào ổ phục kích của Pốt. Vậy mà với bài bản phục kích, anh em đã đánh buộc chúng phải bỏ chạy, còn không kịp kéo theo xác đồng bọn. Chúng bỏ lại hai xác cùng một khẩu AK. Kiểm tra lại, quân ta vừa hy sinh vừa bị thương hết 14 người. Trở về Cầu Cháy, tôi lại gặp Tùng Điên, thằng đồng hương Hải Phòng của tôi. Thằng này cao to trên 1m7. Hai anh em Tùng cùng nhập ngũ một ngày. Long anh nó thuộc quân số của D2 và hy sinh ngay trong ngày đầu mới sang ca. Nó là một thằng ngang ngạnh, sẵn sàng gây sự và đánh lộn với bất kỳ ai trong đơn vị. Gia đình Tùng là một gia đình giàu có. Bố nó có trong tay mấy hiệu vàng tại Hải Phòng. Từ nhỏ, nó đã bỏ học để lang thang cùng đám bạn lêu lổng tại chợ sắt. Ở đơn vị, nó chỉ nghe lời tôi. Lời tôi nói ra với nó là thánh chỉ. Một lần có việc đi ngang qua, nghe tiếng nó cãi cọ chuyện gì đó trong hầm với mấy thằng bên C-11. Gần tới cửa hầm, bỗng nghe tiếng: "Thôi, không nói chuyện với thằng vô học." Sợ có chuyện xảy ra, tôi bước vội vào. Đúng như tôi dự đoán, thấy nó đứng dậy toàn đánh lộn, tôi hét to: "Tùng!" Nó quay ra thấy tôi liền dừng lại. Gần giọng tôi bảo nó: "Mày về ngay, về hầm tao, chờ tao." Nó lẳng lặng len qua tôi rồi đi thẳng không nói một câu nào. Chờ nó đi rồi, tôi nói: "Mấy ông sao lại nói với nó như vậy? Các ông có học thì viết dùm tôi mấy cái công thức cốt cộng cốt hay tang cộng tang đi. Lâu rồi tôi quên mất. Nếu không giúp được thì từ nay đừng bao giờ nói người khác là vô học nhé." Nói xong tôi đi luôn, vì biết rõ là trình độ anh em trong đơn vị hầu hết học hết lớp 7 trên 10. Những câu tôi đưa ra họ chưa học tới. Trở về hầm, tôi thấy nó đã ngồi chờ ở đó, không nói gì.
móc bao sa mít trong ba lô chìa ra cho nó. Hút đi. Nó hỏi lại tôi. Hút chung nhá. Không, cho mày nguyên điếu. Từ khi về cầu cháy, cứ vài ngày lại có đoàn tải thương hoặc tải hàng ra trung đoàn bộ hay ngược lại. Nên anh em chiến hữu của tôi ngoài đó luôn gửi thuốc lá cho tôi. Châm một điếu cho tôi xong, nó mới châm cho mình. Cứ im lặng, tôi hút vài hơi thuốc. Thằng Tùng sốt ruột. Ông muốn nói gì thì nói đi. Mặc kệ, tôi vẫn không nói, chỉ hút thuốc. Hết gần nửa điếu thuốc, với giọng lạnh tanh, tôi hỏi nó. Mày có thấy nhục không? Nó gật đầu. Không có ông, thì tôi nện tụi nó rồi. Vẫn lạnh lùng, tôi bảo. Chúng nó nói đúng, mày có học đâu. Một chữ không biết thì không vô học là cái gì? Hỏi lại lần nữa, mày có thấy nhục không? Biết nhục thì còn khá đó. Từ giờ nghe tao nói đây, tao sẽ dạy chữ cho mày, nghe chưa? Vậy là từ bữa đó, mỗi lúc rảnh rỗi, tôi lại lôi nó ra dạy. Ban đầu là lấy que vạch trên mặt đất các chữ cái, nó vạch theo tôi. Vài hôm sau, anh Trần biết chuyện liền bảo tôi. Để anh lên ban chỉ huy xin cho em ít giấy bút. Thế là có giấy bút, mỗi sáng tôi đều viết mẫu ra giấy cho nó tô theo và đọc. Có lần vì nhốt mình trong hầm, nó viết quấy quá cho xong rồi bỏ đó đi chơi. Tức quá, gọi nó về thẳng tay tát cho một phát. Ngẩng đầu lên, tôi gằn giọng. Chờ nó ngẩng lên, tôi tát một phát nữa bên kia mặt. Mày quên nỗi nhục rồi sao? Mày có biết mỗi lần mày viết đẹp, thưởng cho mày một điếu thuốc lá là tao từ bữa đó dù rất thèm nhưng đã không hút để giành lại động viên mày. Lần sau mà như thế này, tao không nhẹ tay đâu. Nhiều lần nó đề nghị cho tôi gọi bằng anh, nhưng tôi không đồng ý. Chỉ cần trong tâm mày coi tao là anh là đủ, câu cửa miệng tao không cần. Thực ra, từ khi còn chưa nhập ngũ, nó so với tôi chỉ là dạng lóc chóc, chưa đủ tư cách nói chuyện ngang hàng. Cứ như vậy, mọi người đều biết tôi đang dạy chữ cho nó, nên cũng tạo điều kiện nhất có thể để cho nó có thời gian học bài. Thật không ngờ, chỉ sau một tháng, nó đã đọc và viết ngon lành. Trước đây, mỗi khi viết thư về cho gia đình, toàn tôi viết hộ nó và đọc thư cho nó nghe mỗi khi nó nhận thư. Bây giờ thấy nó như vậy, tôi nói, mày tự viết đi, nhìn lá thư của tao làm mẫu rồi tự viết. Nó hì hục cả ngày hôm đó, viết rồi xé, xé rồi lại viết. Cuối cùng nó chìa lá thư cho tôi xem, hỏi đã được chưa. Không nhìn, tôi nói luôn, được rồi, quan trọng là chữ do tự tay mày viết, nội dung không quan trọng. Sau này khi trở về, cả nhà nó ngạc nhiên và vô cùng phấn khởi thấy nó biết đọc biết viết. Nó còn nằn nì tôi viết vài dòng xác nhận là lá thư do chính tay nó tự viết nữa. Các đồng đội và các bạn biết không, tôi và chú Chi dạy cho nó tới nhân chia phân số nữa cơ đấy. Trong thời gian này, ngoài những việc đi thông đường từ cầu cháy ra tới chốt C1D1, chúng tôi cũng liên tục tổ chức các chuyến đi phục kích bọn Pốt. Và lần đầu tiên trong quãng thời gian từ Cao Mê Lai, tôi bị cơn sốt rét hạ gục. Phải chi lúc đó chúng tôi được ăn uống đầy đủ thì có lẽ với thể lực của một cầu thủ bóng đá chưa chắc tôi đã gục. Trước khi nhập ngũ, tôi đang đá cho đội bóng đá trẻ của quân khu 3. Tôi theo học lớp năng khiếu bóng đá của thành phố từ khi 12 tuổi. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi toàn ăn cơm với muối, mùa mưa tới thì có thêm món măng tre. Cao Mê Lai, sức voi còn ngã gục, huống chi con người lại ăn uống thiếu thốn. Có hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời của lãnh đạo sư năm, không thấy cấp phát nhu yếu phẩm. Nhìn ai cũng xanh xao từ chỉ huy tới lính, quần áo sau những lần ra rừng phục kích, te tua rách nát vì gai tre cào xé. Bây giờ, mấy anh em bị thương do quả đạn M79 của Pốt sau thời gian điều trị đã trở về. Chỉ có Thản ngồi chính diện với trái đạn là hy sinh. Khẩu đội DKZ tại cầu cháy lại đầy đủ quân số vì thêm hai người
là Luân Cầm Nhọn và Minh Sợ Ma. Gọi là Luân Cầm Nhọn vì anh bạn này có cái cầm rất giống Lenin, nên có lúc anh em còn gọi là Luân Lenin. Còn Minh, tay này rất sợ ma, ngày còn huấn luyện tân binh, mọi người chờ cho Minh ngủ trưa, liền bắt con tắc kè, bỏ vào ống quần của nó giữ chặt, rồi cài cúc ống quần, xong mới thả con tắc kè ra. Con tắc kè chạy lồng trong quần, làm anh chàng sợ quá, chết ngất luôn. Thế là cái tên Minh Sợ Ma ra đời. Tôi đã sốt rét, rồi cắt cơn, rồi lại sốt tới mấy lần. Cả đơn vị đều bị sốt rét, chỉ khác là người vừa cắt cơn với người đang lên cơn mà thôi. Hai bên mông tôi bây giờ là hai cái cục cứng ngắc, hằng ngày luôn phải đun nước sôi cho vô bình tông rồi chườm. Nào đã hết đâu, còn căn bệnh nữa không ai biết là bệnh gì, chỉ thấy nó ngứa, ngứa vô cùng. Oái om thay, nó lại chỉ phát sinh ở bộ phận kín. Bệnh này khắp đơn vị ai cũng bị, chứ chẳng riêng tôi. Ngứa thì phải gãi, gãi toạc hết cả da thịt, rồi nó chảy nước vàng, gãi cho đã ngứa, rồi đến rát, rát như phải bỏng. Hầu hết anh em đều gần như không thể mặc quần, vì vải chạm vào là rát. Thôi, toàn được dựa, cứ tồng ngồng cho đỡ. Sau này về nhà tìm hiểu mới biết là bệnh thiếu vitamin do ăn uống kham khổ mà ra. Một hôm chúng tôi được lệnh đi phát quang đám rừng non trong chốt, làm sân bay cho máy bay trực thăng hạ cánh. Ai cũng mừng vì nếu trực thăng xuống đây thì việc đưa anh em thương tử hay bệnh ra ngoài sẽ nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn. Việc cứu chữa nhanh kịp thời cho thương binh mang lại hy vọng cho nhiều người và sẽ tránh được những thương vong không đáng có trong quá trình khiêng vác bằng đôi chân trần chậm chạp, rồi còn mìn nữa. Sân bay đã dọn xong được vài ngày, đơn vị nhận lệnh bung hết quân số có thể ra rừng phục kích, trọng tâm là con lộ tử thần kia. Gần trưa, tiếng xe thiết giáp ầm ầm tiến vào trong chốt. Mọi người còn ở lại trong chốt được lệnh ra chiến hào sẵn sàng đánh địch, không được đi lại lung tung. Chừng gần một giờ thì đoàn xe quay đầu chạy ra. Lúc đó chúng tôi mới biết đó là Thượng tướng Lê Đức Anh vào thị sát chiến trường. Quả thực là nghe cán bộ tiểu đoàn đại đội nói vậy, chứ thực tình đám lính trắng ai biết được mặt mũi của ổng ra sao đâu. Ơn trời, chả biết ổng kiểm tra cái gì, nói gì, nhưng vài hôm sau đó tụi tôi được xe chở hàng vào cấp thịt hộp đủ loại, thịt gà, thịt lợn, cá hộp và cả cá khô nữa. Với đám lính tụi tôi, ông cứ như là ông tiên ông bụt trong chuyện cổ tích. Đúng là đang nghèo sáng ra mở mắt bỗng hóa thành tỷ phú. Bữa ăn của chúng tôi bây giờ lại có nhiều sự lựa chọn. Ăn cá hay ăn thịt đây? Băm chút cá khô và nắm lá rang là có nồi canh chua. Mấy đứa ốm sốt có bát cháo cá hay bát cháo thịt, chứ không phải là món muối quẹt quen thuộc nữa. Tình hình sức khỏe của toàn đơn vị được cải thiện rõ rệt nhờ chuyến thị sát của Thượng tướng. Năm 1980, ông mang quân hàm Thượng tướng, Tổng chỉ huy bộ đội chiến trường ca. Với chúng tôi, ông đáng tuổi cha, vẫn gió xương cùng đàn con ra trận. Cùng năm đó, ông đi thị sát Cao Mê Lai, Poi Pét, Mo Hơn. Dọc đường biên súng giặc nổ dồn, vẫn chẳng làm tư lệnh chùn bước. Ông ân cần hỏi thăm chiến sĩ sốt rét ra sao, ăn uống thế nào. Quân nhu ta có lo đầy đủ, ông ôn tồn động viên tất cả. Cố gắng lên, cố gắng các con. Trận đánh này ta giành chiến thắng, đạp lũ quỷ dữ xuống mồ sâu, không cho chúng ngóc đầu quay lại, giết hại dân lành cả Việt và ca. Và chúng tôi, quân tình nguyện năm ấy, đã không phụ niềm tin gửi trao của người cha gửi gắm hôm nào để xứng danh đội quân nhà Phật. Nguyễn Sơn Hà. Kèm theo cái may mắn, số thực phẩm quý báu kia mà ông mang đến cho chúng tôi là cái tổn thất trong lần bung ra phục kích bảo vệ đường.
Thật cay, đó là đơn vị tôi vướng mình, hy sinh mất 6-7 đồng chí, lại toàn là cán bộ cấp AB mới đau chứ. Ban ngày, tụi Pốt tập kích vài ba lần cũng chả là cái gì. Chúng tôi ngại nhất là tụi nó cứ đêm tới là bắn cối cầm canh, chừng 30 phút lại nghe tong một tiếng cối 82. Mọi người nhảy xuống hầm, nước ngập tới bụng để tránh. Rầm, đạn nổ xong lại yên tĩnh. 30 phút sau lại tong, lại nhảy tránh. Giết rồi quen, chẳng ai thèm tránh nữa. Mấy khi cò ỉa miệng chai mà chúng, chúng chưa chắc đã chết, chết cũng chưa chắc chết ngay. Anh em bảo nhau vậy, chết có số, ông trời gọi tên thằng nào thì thằng đó dạ thôi. Không thèm tránh nữa, cứ nằm trên võng theo kiểu, mặc kệ tôi với đời. Cối 82 của đơn vị cũng không thèm bắn phản lại nữa. Ban chỉ huy tiểu đoàn cay lắm, quyết tìm cách cho tụi này nếm mùi. Thế là một đại đội thiếu lặng lẽ lên đường, quân rút ra từ các bộ phận gom lại, trực chỉ hướng Tây Bắc, hướng mà khẩu cối hàng đêm vẫn tong tong bắn vào chúng tôi. Đêm đó, nghe tiếng tong đầu tiên như thường lệ. Sau 30 phút, tiếng tong thứ hai vừa vang lên, thì tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đạn B-40, RPD, AK dồn dập vang lên. Khẩu cối 82 của đơn vị cũng lên tiếng trợ chiến cho bộ phận đi đánh. Tiếng súng dồn dập trong khoảng 15-20 phút rồi im bặt. Sau gần 1 giờ, toàn bộ đội hình về tới chốt an toàn. Tuy không diệt được khẩu cối của địch, vì lúc áp sát đụng ngay tốp bảo vệ phía trước, ta cũng diệt được tốp này thu súng. Anh Lâm phụ trách cho rút ngay, vì nhóm ở sát biên cốt có thể phản kích với quân số đông hơn. Hàng ngày, các phân đội được tổ chức ra rừng phục kích đánh địch, thường là ngủ lại ngoài rừng một đêm, chiều hôm sau về và phân đội khác ra thay. Đổi điểm phục hay nằm tại vị trí cũ là do kế hoạch của ban chỉ huy. Số pốt tiêu diệt được tăng cao cũng đồng nghĩa với việc hao tổn quân số. Gần như khi nổ súng không thương vong bao nhiêu, mà chúng tôi hao tổn quân số là do mìn, tới 90% các ca thương tử. Mìn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với tất cả các đơn vị. Tất cả những ai đã vào Mê Lai tác chiến đều sợ mìn. Mìn ở đây nhiều kinh khủng. Tôi có cảm giác tụi Pốt ở đây đều được khoán phải gài một lượng mìn mỗi ngày, nên chúng gài vô tội vạ, gài bất cứ chỗ nào có thể gài. Chúng gài mìn, lính ta đi vướng phải, chúng cũng vướng luôn, vì nhóm này gài, nhóm khác đá, hoặc chính bọn chúng cũng không nhớ là mình đã gài ở đâu nữa. Nhớ lại, ngày chúng tôi hành quân vào đây, thiết lập căn cứ Cầu Cháy này, vì đất ở đây rất rắn, nhát quốc chim bổ cật lực chỉ bật lên được một mẩu bằng hai ngón tay. Việc làm hầm hào rất khó khăn, nên tiểu đoàn dừng triển khai mọi việc, tập trung vào làm hầm hào. Cùng lúc đó, trung đoàn 270 công binh dò mìn mở đường từ Cầu Cháy lên núi nhỏ, cao điểm 218. Một tiểu đội công binh vào chỗ tôi ăn ngủ nhờ. Sáng hôm sau, ăn uống xong cả tiểu đội ra mặt đường làm nhiệm vụ. Bọn tôi thì ra sức quốc quốc đào đào. Tầm 9:30-10 giờ, có một người chạy về nằm vật ra và ôm mặt khóc nức nở. Tôi dừng tay ra hỏi sao khóc. Vừa khóc cậu ta vừa nói: "Hết cả rồi anh ơi." Vậy là tiểu đội 6-7 người buổi sáng ra làm, giờ chỉ còn một người về. Trong ngày hôm đó, đại đội công binh 35 hay 36 gì đó tôi không còn nhớ rõ, mất hết một trung đội 20 người. Với máy dò mìn trong tay và chuyên môn của mình mà họ còn tổn thất như vậy thì lính bộ binh chỉ có đứng hình. Sau này kế hoạch gỡ dò mìn lên 218 phải bỏ dở. Đó mới là số mìn trước đây thôi, còn bây giờ chúng gài thêm gấp nhiều lần nữa. Trong một lần đi phục, nhìn tụi lính Pốt đi mà tôi suýt không nín được cười.
Chúng đi mà chân dơ cao như chân cò, rồi từ từ hạ thẳng xuống, rón rén từng bước một. Tất cả sáu thằng đều như vậy. Dĩ nhiên là chúng sợ vướng phải mìn của chính chúng gài, vì quân ta chỉ gài xung quanh chốt của mình, chứ đâu có mà gài lung tung. Ban đầu khi đi thông đường hàng ngày từ chốt cầu cháy tới chốt của C1D1, gặp mìn tụi tốt cài, chúng tôi còn gỡ, rồi mang về gài thêm vào bãi mìn trước chiến hào của mình. Rồi sau nhiều quá, chỉ gỡ lấy kíp và chụp mìn mang đi, coi như đã phá hủy trái mìn, hoặc mang cài lại hai bên vệ đường, bẫy lại chúng. Những trái KP2 mới cáu cạnh, mang về vứt thành nhiều đống trong chốt, vì không còn chỗ để gài trước hào nữa. Một lần, tổ thông đường phát hiện một thân người nằm bất động ven đường. Mọi người giương súng định bắn nhưng lại thôi, vì thấy quân phục trông giống như quân ta. Lại gần kiểm tra, thật may mắn, đúng là quân ta thật. Anh chỉ còn thoi thóp thở, đôi môi nứt nẻ, mặt hốc hác, nói không ra tiếng. Xác định đúng là người của ta, nhưng không rõ là đơn vị nào. Tổ thông đường chĩa súng về chốt, bắn ba phát tín hiệu cấp cứu. Sau khi hồi tỉnh, anh báo cáo mình thuộc phân đội quân báo của mặt trận, đi điều nghiên căn cứ của Pốt tại khu vực biên giới. Không may bị lộ và bị truy sát, cả phân đội chạy dạt sang Thái. Sau đó chỉ còn hai người quay về, tiếp tục bị Pốt truy đuổi, lạc nhau. Anh biết là dọc lộ 59 này có quân ta đóng, nên tìm cách tiếp cận lộ. Nhưng vì vừa đói vừa mệt đã lả đi. Thật may cho anh, dọc hai bên đường rất nhiều mìn mà không vướng vào phải trái nào. Còn nữa là tụi Pốt hàng đêm vẫn mò ra gài mìn trên đường. Anh đã mấy ngày không được ăn. Sau tôi mới được biết là đơn vị Q16 vẫn thường cử một đại đội vào khu vực biên này làm căn cứ di động cho những phân đội quân báo tung sang bên kia hoạt động, điều tra, nhưng vì nhiệm vụ bí mật cho nên chúng tôi không biết. Gần như trong những lần đi gỡ mìn thông đường 59, đoạn giữa cầu cháy và C1D1, chỉ hơn 3 km chút thôi, đều có thương vong vì mìn. Chúng thấy gài mìn trên đường đều bị dò và gỡ hết nên thay đổi cách. Gài một loạt 5-7 trái bên vệ đường, rồi dòng dây vào trong, ngồi chờ quân ta đi tới mới giật rồi bỏ chạy. Bọn này đi rất ít người, một nhóm chỉ 3 tên, nhưng chúng đã gây cho ta thiệt hại tương đối. Đơn vị dù có tổ chức mai phục thì cũng không đủ người để giải ra bao hết quãng đường. Phục được nhóm này thì lọt nhóm khác. Quân số bây giờ sau mấy tháng đã hao hụt gần một nửa so với khi mới vào. Theo chỉ đạo của ban chỉ huy tiểu đoàn, chúng tôi cũng chia ra từng tổ 3 người, nằm phục mỗi tổ cách nhau chừng 200 mét, chứ không tập trung 10 đến 15 người như trước nữa. Một bộ phận, chừng 10 người trong chốt, sẵn sàng chi viện khi có súng nổ. Cách này đối phó với tụi Pốt rất hiệu quả. Khoảng giữa tháng 5 năm 1980, ban chỉ huy đại đội lại gọi tôi lên giao nhiệm vụ mới. Gọi là mới nhưng rất cũ, đó là lại lên chốt núi thay thế cho anh em trên đó xuống, và anh Huyết sẽ lại cùng lên với tôi để thay chỉ huy núi cho chú Chi. Ban chỉ huy C-12 lúc này đã có anh Sâm, anh Huyền. Khẩu đội DK-82 tại chốt sau thiệt hại giờ đã ổn định với quân số 4 người. Lên chốt núi với tôi, kỳ này có thêm Nhật Tắc Kẻ Bông. Sáng hôm sau, mấy anh em ba lô súng đạn sẵn sàng. Theo kế hoạch thì sáng sẽ có xe chở hàng vào chốt. Trong sân bay có 2 ca tử thương sẽ cáng ra, và khi về kết hợp tải hàng về, chúng tôi sẽ cùng đoàn vào theo. D1 và D3 cùng kết hợp thông đường, bố trí tổ chốt bảo vệ đường và xe theo như kế hoạch đã phân công từ khi E2 vào Cao Mê Lai. Chừng hơn 9 giờ, chợt có vài tiếng nổ lớn và từng tràng đạn AK vọng lại từ hướng C1D1. Xe bị phục rồi. Trung đội cơ động trực chiến lập tức có lệnh từ ban chỉ huy tiểu đoàn xuất kích. Chiếc xe chở hàng bị một nhóm Pốt phục kích bắn trên đoạn đường giữa C1D1 và cầu cháy,
cách C1 khoảng 1 km. Lái xe hy sinh ngay từ loạt đạn đầu. Tổ vệ binh đi bảo vệ nổ súng chống trả quyết liệt, không cho chúng tiếp cận chiếc xe và chờ chi viện. Bọn Pot đã rút chạy ngay sau khi nổ súng chừng 5-7 phút, nhưng chúng đã kịp làm cho chúng tôi hy sinh 2 đồng chí trong tổ vệ binh và lái xe. Vậy là chúng đã chui lọt qua khe hở giữa 2 tổ bảo vệ để tiếp cận đường. Bây giờ nhiệm vụ được thống nhất giữa 2 tiểu đoàn là D1 sẽ tăng cường quân bảo vệ từ xa chiếc xe, D3 huy động tất cả nhân lực có thể ra xe vận chuyển hàng về cầu cháy. Sau đó sẽ cùng với D1 bố trí nhân lực bảo vệ xe qua đêm, không cho Pốt ra phá hủy xe. Vậy là mấy anh em cùng với số anh em C10 vừa tải thương ra, và mọi người trừ số phải trực chiến, khẩn trương mang vác gạo, thực phẩm, đạn từ chiếc xe bị hỏng về. Tụi Pốt giờ chắc đã biết tin xe của ta bị bắn hỏng trên đường, nên chúng bắt đầu nã cối vào khu vực chiếc xe. Mấy khẩu cối 82 của cả D1 và D3 đồng loạt bắn phản lại bảo vệ cho anh em bốc rỡ hàng. Tiếng súng từ các tổ chốt bảo vệ từ xa cũng đã vang lên quyết liệt. Chúng đã tăng cường thêm lực lượng nhằm tiến đánh chiếm chiếc xe. Trong khi đó, chúng tôi khẩn trương vác hàng từ xe về, quên hết đói khát, chỉ nằm xuống tránh những trái cối nổ gần, qua nghe việc tiếng rít từ đuôi đạn. Tiếng anh huyết vang vang, anh em cố gắng lên, vác cho cục sốt nó văng ra. Sau vài tiếng đồng hồ, số hàng trên xe cũng được chúng tôi mang vác về hết. Quả thực, cánh lái xe trung đoàn mỗi lần nhận lệnh chở hàng vào Mê Lai cứ như là treo cái án tử trên đầu. Sáng ôm vô lăng đi, chiều 5 giờ mà không thấy về, coi như chắc chắn đã cắt cơm. Họ bảo lính bộ binh còn nằm dán mình xuống để tránh đạn, chứ họ và chiếc xe to cành thì núp vào đâu. Bị phục chỉ biết nghiến răng đạp hết ga, ghì chắc vô lăng cố vọt thoát ra ngoài thôi. Còn tụi Pốt khi phục bắn xe bao giờ cũng nhằm lái xe bắn trước. Mùa mưa cánh lái xe còn đỡ chút vì ít phải đi, mùa khô mới căng vì ngoài hàng hóa đạn dược còn phải chở nước vào Mê Lai cho 2 tiểu đoàn, nên không bị phục kích thì vướng mìn tăng. Đã có những chuyến xe khi chạy vào tới chốt, bánh xe chỉ còn vành, xăm lốp văng mất tiêu vì đè phải mìn KP2. Có những tét nước nhuộm đỏ máu vì khi bị phục, có đồng chí vệ binh nhảy vào tét đó đứng bắn trả rồi trúng đạn hy sinh. Nước trong Cao Mê Lai mùa khô được ví quý như máu, đúng theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Con lộ 59 được gọi là xa lộ tử thần cũng không sai chút nào, vì từng mét đường ở đây đều thấm đẫm máu của các đồng đội tôi. Chuyển hết hàng về chốt, tắm rửa ăn uống xong, chừng 2-3 giờ gì đó, liên lạc đại đội xuống báo tập trung vào sân bay. Anh Trần gọi 2 thằng ra, bảo cầm theo mấy hộp thịt và vài con cá khô lên núi mà ăn. Ở đây có hết thì còn xin được. Trên đó, tụi mày xin mấy thằng Miên à? Vậy là thằng Nhật lại bỏ ba lô xuống nhét vào. Thằng Tùng ra chia tay tôi dặn, mày chịu khó tập đọc tập viết nha. Anh Trần thay tao, mấy bữa nữa chú Chi xuống dạy cho mày. Tôi còn dọa, tao trên đó mà nghe mày ba trợn không học, khi xuống thì chết đòn với tao đó nghe. Hai thằng lên ban chỉ huy tiểu đoàn, nơi tập trung đội hình, thì anh em C10 đã đóng xong mọi thứ vào ba lô. Đương nhiên anh Huyết là người chỉ huy, vì anh là người có chức vụ quân hàm cao nhất. Đi cùng anh là cậu Văn, thông tin PRC-25. Tất cả có 14 người. Anh phân công 7 người của C10 đi trước, sau đó là anh và cậu Văn. Tiếp đó 3 người còn lại C10, tôi và Nhật đi khóa đuôi. Cự ly 10 mét nơi rừng tre, 5-7 mét khi vào rừng rậm. Cả đội hình bắt đầu lên đường, tôi là người khóa đuôi. Khi vừa rời khỏi chốt được chừng 50 mét, đoạn này vẫn đang là rừng tre gai, chợt một tiếng nổ đanh gọn của mìn KP2 dội đến. Chết rồi, anh em dính mìn rồi. 3 tiếng AK hướng về chốt nổ từng phát một.
cả đoàn dừng lại. Vài phút sau, anh em trong chốt đã ra và võng đồng đội bị mìn về chốt. Trái mìn quái ác đã nhảy lên ngang tầm mặt mới nổ, khiến tôi không nhận được ai vì khuôn mặt và đầu đã không còn. Bình thường nếu đi thẳng thì nó nhảy lên ngang ngực, nhưng người đang cõng nặng phải chúi đầu xuống thì nó sẽ nổ ngang đầu. Anh Huyết gọi tôi lên và bảo, em mang ba lô nhẹ đi lên đầu để dễ dàng trong việc dò và gỡ mìn. Nhìn hiện trường, phần nào tôi đoán được vì sao bạn tôi bị nổ mìn. Chúng đã gài bẫy một đoạn tre gai nằm ngang đường. Đầu to, chúng gài một trái KP2 nổi trên mặt đất. Dây vướng chỉ dài 10 cm nối vào đoạn tre. Đầu ngọn của cành tre cũng nối với một trái khác, nhưng chôn chìm dưới đất. Bạn tôi phát hiện mìn đã vô hiệu trái gài, rồi quăng cành tre sang một bên để lấy lối cho người sau đi, nên vô tình mắc bẫy của chúng. Trái thứ hai đã nhảy lên nổ. Chỉ một hành động khinh suất chút thôi là trong mê lai này phải trả giá như vậy đó. Cầm cây cần câu bằng cật tre dài hơn thước, vèo được vót mỏng nhất có thể. Vừa đi tôi vừa gẩy, gẩy hết luôn từng chiếc lá rụng trên đường để phát hiện mìn đạp nổ. Loại này chỉ nhô lên một chút như hạt đậu xanh thôi, và lá rừng che bên trên. Dẫm lên, chắc chắn sẽ được tổ quốc ghi công. Cái cần câu cá rô với cái vẻo mềm khi chạm vào dây mìn vướng sẽ cong oặt lại. Nhất là khi dây mìn gài bằng kim loại sẽ phát ra tiếng kêu xoẹt nhẹ. Tóm lại là khi nó cong, tôi dừng lại kiểm tra ngay, kể cả là dây rừng làm nó cong. Cái chiêu dùng dây rừng thay kim loại hay ni lông để gài thì chúng tôi đâu có lạ. Qua khỏi nơi trái mìn vừa nổ chưa tới 10 mét, tôi phát hiện một trái vướng nổ và một trái đạp nổ, cách nhau khoảng 60 phân. Giơ tay ra hiệu dừng cho người kế sau, tôi tháo cây kim băng, vật bất ly thân, gài trên nắp túi áo rồi từ từ ngồi xuống. Trước hết, cho thằng em vướng nổ này trật tự cái đã. Xuyên cây kim qua lỗ phụ trái mìn, ngó qua đầu dây bên kia. À, mày buộc vào gốc tre, vậy là không có bẫy đầu rồi. Vô hiệu trái mìn, tháo ra, lấy kíp bỏ túi xong. Giờ tới thằng dưới đất, rút dao găm xới từng chút một, rồi nó cũng lộ ra 2/3. Lại dùng kim băng khóa kim hỏa trái mìn, nhưng tôi không vội rút nó lên ngay. Mày cứ nằm im đó, để tao coi mày có em không đã. Lại tiếp tục xới đất cho trái mìn lộ hết phần đít của nó, rồi tôi xiên lưỡi dao găm xuống bên dưới trái mìn, kiểm tra xem có trái bẫy nào dưới không. Sụt, không chạm vật gì, lưỡi dao ngập trong đất, không có bẫy. Bây giờ tôi mới tháo chụp mìn, gỡ lấy kíp. Đây là những gì chúng tôi được học về mìn trái, về các kiểu bẫy mìn có thể gặp. Nói có thể các bạn không tin, nhưng với trái mìn trong tay các anh du kích Củ Chi đã thể hiện cho đám đàn em chúng tôi coi. Anh vừa chạy và rồi ngã lăn ra vì trượt chân, rồi lại vùng đứng dậy chạy tiếp. Đừng nghĩ lối anh vừa chạy là hết mìn nhé. Chính nơi anh vừa ngã, đó là nơi có một trái mìn vừa gài xong. Cứ vừa đi, vừa dò và gỡ mìn, thần kinh tôi căng thẳng, mồ hôi túa ra như tắm, cái đầu như muốn vỡ tung ra. Một tay ghìm súng, một tay cầm cái cần câu gầy gầy, tai như căng ra hết cỡ, ngóng xem có tiếng động lạ nào không. Mũi cũng vậy, hít từng hơi để phân biệt giữa mùi lá mục và mùi lạ. Mắt thì liên tục đảo lên đảo xuống, quan sát hết phía trước, xung quanh và dưới chân. Chỉ cần sơ suất chút thôi là phải trả giá bằng tính mạng. Có lẽ tất cả mọi người trong đoàn đều đang trong tình trạng như tôi. Tất cả mọi giác quan đều làm việc hết công suất. Mọi người đều hiểu, người đi đầu trong tình trạng có khả năng hy sinh cao nhất trong mọi trường hợp. Vướng mìn hay bị địch mai phục. Cứ im lặng và đi như vậy, không ai nói một câu. Tất cả đều nhìn vào những tín hiệu từ người đi trước phát ra bằng tay như dừng lại hoặc ngồi xuống. Đi chừng hơn 1 km, chợt có tín hiệu truyền lên. Dừng lại! Anh Huyết
hội ý với anh B phó phụ trách nhóm C10 rồi truyền lên. Anh bảo tôi bỏ ba lô lại cho người sau mang, còn tôi cõng chiếc ba lô nặng hàng của người đi kế sau để anh này lên thay tôi dò đường. Anh lo cho tôi sau thời gian làm việc căng thẳng sẽ mất tập trung. Việc này rất dễ gây ra sự cố, thay người khác cho an toàn. Trong túi áo của tôi bây giờ, số kíp mìn cũng đã kha khá, làm phồng túi và chĩu xuống rồi. Tiếp đó là lệnh chỉ vô hiệu mìn vướng, mìn đạp nổ không gỡ nữa mà đánh dấu cho người sau biết mà tránh. Vì vừa đi vừa dò gỡ, tốc độ quá chậm. Anh sợ tối xuống không còn nhìn thấy gì mà cứ đi thì quá nguy hiểm. Phải tăng tốc về sân bay trước khi trời tối. Vậy là bây giờ tôi là người thứ hai. Trời mùa mưa rất nhanh tối và lại đi trong rừng rậm nên tối càng nhanh hơn. Chúng tôi đã đi hơn nửa chặng đường 4 km giữa hai chốt. Vừa nhìn thấy động tác ra hiệu dừng lại và ngồi xuống của anh bạn đi đầu, tôi làm tiếp hiệu lệnh cho người sau thì mùi thuốc lá cũng xộc vào mũi. Tăng tăng, tăng tăng, tăng tăng. Ba lần điểm xạ liên tục của anh bạn C10 đi đầu vang lên. Dù chưa thấy gì, nhưng tôi cũng điểm xạ hòa theo vài loạt theo hướng bắn của anh ấy, nhằm hỗ trợ. Vài tiếng tóc tóc, oành oành của hai khẩu M79 cũng vang lên. Tiếng đạn AK chiu chiu veo veo bắn ngược lại, rồi tiếng bùng bình của B40 nhằm về phía chúng tôi. Nhưng cũng chỉ có thế rồi tụi bốt im lặng. Bọn này chắc chỉ vài ba tên nên đụng phải chúng tôi đã vội lùi mất. Chợt có tiếng nổ đanh của mìn KP2 dội lên ở phía bên phải cách chừng 100 m. Bọn chúng đã phải mìn rồi. Không truy đuổi theo chúng, chúng tôi từ từ tiến lên theo đường mòn và vẫn giữ cự ly đội hình. Đây rồi, hai bọc khăn cà ma chúng vứt lại, mở ra mỗi bọc có chừng vài chục trái KP2 và dây kẽm xanh lét không có kíp. Bên cạnh bọc có vết máu để lại, chắc là của thằng bị bắn đầu tiên. Có lẽ chúng mò ra định gài mìn trên đường thì bất ngờ đụng chúng tôi, cũng nhờ phát hiện mùi thuốc lá mà chúng tôi đã chủ động tấn công trước. Nếu để chúng phát hiện trước, chắc chắn sẽ có thương vong. Đường đi bây giờ đã lờ mờ, không còn nhìn rõ mặt đất nữa. Có lẽ chỉ còn chừng 1 km nữa thôi là về tới sân bay. Anh Huyết dự định sẽ cho anh em ngủ lại, sáng mai thấy rõ đường sẽ đi tiếp. Vì đi không thấy đường, mìn vướng còn phát hiện, chứ mìn đạp nổ thì bó tay. Chợt một cậu C10 nói, em nhận ra rồi, mình chỉ còn cách tổ chốt đường đón đội tải chừng hơn 100 m nữa thôi. Em bắn bắt liên lạc để anh em chốt ra đón. Quả thật, sau 3 AK thì gần như trước mặt vang lên 2 tiếng đáp trả. Lại bắn 2 nữa, lần này có 3 tiếng đáp lại, quân ta đây rồi. Thường là mỗi khi có đoàn tải ra cầu cháy là trong sân bay cử ra cách sân bay 500 m một tổ chốt để đón vào và gài lại mìn khóa đường. Ánh đèn pin lóe sáng kèm theo tiếng anh cư, cán bộ C10. Tụi bay có sao không? Nghe tiếng mìn nổ tao lo quá. Thì ra ngồi trong sân bay, nghe tiếng súng nổ, anh đã dẫn 2 người, định cùng tổ chốt 3 người nữa là 6, ra chi viện cho chúng tôi. Thấy tiếng súng nổ vài loạt rồi im, và nhất là không nghe tiếng súng bắn cần chi viện, nên anh không ra nữa. Ngồi đứng không yên, đại đội chỉ còn chừng 40 tay súng, nay lại hao nữa thì gay go to. Anh hết chạy ra lại chạy vào, cuối cùng vẫn dẫn theo 2 người ra tận ngoài này chờ chúng tôi. Vào chốt sân bay, anh Huyết và thằng Văn thông tin nghỉ lại ban chỉ huy C10, còn tôi và thằng Tắc Kè Bông về khẩu đội DK82 nơi góc sân bay. Về tới, thằng Dũng chóe, thằng Tài ra đỡ ba lô xuống dùm. Thằng Dũng nhanh miệng, tụi mày ra tắm rửa rồi vào ăn cơm. Chú ý nha, sắp tới giờ chúng nó gõ kẻng buổi tối đó. Ý nó muốn nhắc chúng tôi là sắp tới giờ tụi bốt tập kích buổi tối. Mày không phải nhắc đâu, trời đất này ở đâu bây giờ cũng thế mà. Ngày 3 cữ đều đặn, đêm lai dai cầm canh bằng cối 82. Tắm rửa xong, hai thằng tôi ngồi ăn cơm với cá hộp. Thằng Dũng vừa đun lại cho nóng.
Tôi không quên xé cho mấy thằng cục thuốc dê. Thằng Tài tuyên bố mỗi thằng cuốn một điếu còn đâu thu lại. Vừa ăn vừa cười, tôi bảo nó, cứ hút thoải mái đi. Mai mày lên núi với tao rồi, đâu còn ở đây mà quản lý tụi nó. Nó tròn mắt nhìn tôi. Tao cũng lên nữa à? Sao bảo chỉ có mày với tắc kè thôi? Thế mày không thích lên núi với tao à? Vậy mai tao nói anh Huyết đổi thằng khác vậy. Không không, tao đi với mày. Nó nói giọng chắc nịch. Thằng này thân với tôi từ ngày còn huấn luyện tại Tây Ninh, mặc dù hai thằng không ở cùng khẩu đội. Nó quê Thanh Hà, Hải Hưng. Thường ngày nói chuyện, nó hay khoe với tôi về cây vải tổ quê nó to lắm, tán cây phủ kín cả sào ruộng. Nó bảo, sau này về, nó hứa tự tay leo lên, hái quả ở cây vải đó cho tôi ăn. Cơm xong, thằng Dũng đã bê nồi nước nấu hà thủ ô, múc ra bát cho chúng tôi. Nó bảo uống đi, uống khi còn nóng mới ngon. Vừa hút thuốc vừa uống nước, chúng tôi nói chuyện loanh quanh, rồi cũng quay lại tình hình chốt sân bay, chốt núi ra sao. Thằng Tài nói, sân bay, ngày tụi nó tập kích vài lần bằng cối 8 lẫn cối 6. Dạo này anh em sốt nhiều, không còn người để bung ra phục kích, nên mấy thằng bộ binh coi bộ mon men vào gần hơn. Tôi hỏi thằng Dũng, mày xuống khi nào vậy? Tao xuống cũng được chừng tháng rồi. Trên đó vẫn ổn, tụi nó hàng ngày lại đến chào hỏi như cũ. Nhưng bây giờ, mìn nó gài nhiều lắm. Tính không cho ta lên xuống núi nữa. Tôi cười bảo nó, vậy càng ngon. Cứ ở trên đó không cần phải xuống xem thằng nào lì hơn thằng nào. Vậy bây giờ, thằng nào ở trên đó với thằng Tiến và thằng Thế To? Tiến cùng xã với Tài và dân Thanh Hà, còn Thế To quê ở Phù Cử, Hưng Yên, gọi là Thế To vì thằng này to cao và rất khỏe, để phân biệt với Thế Con, người Thanh Hóa. Mấy thằng đang ngồi hút thuốc thì anh Xuất bị phó BDK về, chắc anh đi giao ban. Chưa tới nơi anh đã nói oang oang, tụi mày thuốc lá ở đâu mà hút khói mù mịt lên vậy, cả tuần nay tìm bắt cào cào mà chẳng được con nào. Nhìn thấy tôi anh nói ngay, chắc thuốc của thằng Hoa Phượng Vĩ này rồi. Chìa cục thuốc dê cho anh, thằng Tài nói, anh hút đi rồi giữ luôn cho anh em, mai em lên núi rồi. Tao vừa giao ban, anh Huyết mới báo vậy mà mày đã biết, chắc thằng kia nói hả? Anh quay sang nhìn tôi, chưa ai kịp nói thêm câu nào, thì bùng bùng bùng, hàng loạt tiếng nổ của đạn B-40 xen giữa từng tràng đạn AK và RPD. Tiếng đạn nhọn bay chiu chiu, veo veo, rồi găm vào cành cây, thân cây, nghe toàng toác. Anh Xuất bảo, kệ nó, tụi này không dám vào gần đâu. Tuy vậy, anh vẫn bảo thằng Tài ra ngoài hào cảnh giới cùng thằng Dũng. Những viên đạn B thì nổ ngoài xa do vướng vào tàn cây rừng, còn đạn nhọn thì chúng tôi coi khinh. Chúng kêu như vậy là đi tìm chim hết. Bao giờ nghe đạn nhọn kêu xìn xịt mới đáng để chúng tôi quan tâm. Tiếng mấy khẩu cối tép của Pốt cứ ton ton bắn vào sân bay. Với bọn này, đối phó với chúng là việc của mấy khẩu cối 6 do C-10 đảm nhận. Chừng nào cối 8-2 của chúng ở hướng đông, đông nam sân bay lên tiếng mới có việc của chúng tôi. Ba anh em giữa tiếng đạn nổ chát chúa của cối 60 vẫn điềm nhiên uống nước hút thuốc, chợt xen lẫn trong tiếng nổ của các loại đạn. Tôi nghe thấy tiếng phum trầm trầm của cối 82 vọng lại. Hai khẩu cối 82 của Pốt bắt đầu bắn vào chốt, một ở hướng nam, một ở hướng đông nam. Trái đầu tiên của hướng đông nam do bất ngờ nên không kịp phản ứng, đành chờ trái thứ hai. Tiếng đề ba thứ hai vọng lại, tôi bắt đầu nhẩm đếm thời gian trong đầu, tới khi nghe tiếng nó nổ. Cho chắc ăn, trái thứ ba nổ. Bây giờ tôi đã tính toán cự ly khoảng cách của nó xong. Vốn dĩ, trước khi về trung đội DKZ này, tôi là số 1 của khẩu đội 82, nên cách tính cự ly khoảng cách này tôi rất rành. Vừa nhảy từ trên giường xuống đất, thì anh Xuất kéo tôi lại. Mặc kệ nó đi. Không. Anh để em cho thằng này vài trái, cứ ngồi im để nó giã vào đầu thì chịu sao nổi. Gỡ tay anh ra, tôi nói,
Anh và thằng Nhật cứ ở đây, mình em là đủ. Lom khom người xuống hào, tôi tiến lên cái gò mối cao, nơi có khẩu DK-82 ở đó. Sân bay dã chiến bây giờ, ánh chớp nháng lửa của đạn cối 6 liên tục nhá lên. Đây rồi, lột cái áo bạt che súng, lắp nhanh kính ngắm quang học. Nạp luôn vào bầu nòng trái đạn, tôi bắt đầu lấy hướng theo mấy cây cọc tiêu đã cắm từ lần trước. Khi tôi từ núi xuống nằm chờ để ra cốt cầu cháy, lấy bọt nước thăng bằng xong, chuyển sang lấy thước tầm ở cự ly đã tính toán, kiểm tra bọt nước của cả hướng và tầm, tôi xiết cò. Ầm! Trái thứ nhất bay đi, lấy lại thước tầm giảm 200 mét, nạp đạn, cân bằng các bọt nước. Ầm! Trái thứ hai, lại chỉnh tầm, tăng lên 100 mét. Ầm! Trái thứ ba lao đi, tôi đã sửa bắn theo phương pháp Delta. Cách sửa bắn này tiết kiệm đạn, nhưng với điều kiện phải xác định chuẩn hướng của địch. Còn nếu không xác định chuẩn, thì phải bắn bao bọc, mất 5 trái. Không rõ kết quả ra sao, nhưng khẩu cối này im bặt, chỉ còn khẩu ở hướng nam, vẫn phom phom bắn. Quay súng về hướng nó, bó tay rồi. Đường đạn đạo của tôi đã bị tàn cây rừng cản trở. Thôi, để cho khẩu đội cối 82 đối phó với nó vậy. Ngồi cạnh khẩu DK, chờ xem thằng cối 8 của Pot ở hướng đông nam, nhưng không thấy nó bắn nữa. Có lẽ tụi Pot có đặt đài quan sát thì phải. Chúng đã phát hiện ra tôi qua ánh chớp khi bắn phát ra và chỉnh đám đạn cối tép tập trung bắn vào góc sân bay nơi khẩu DK của tôi đứng. Không thấy khẩu 82 của Pot lên tiếng. Hạ thấp súng, tôi theo hào trở về hầm, mặc cho mảnh đạn cối 6 bay vèo vèo trên đầu. Nhìn thấy tôi, anh Xuất lắc đầu. Mày vẫn tính nào tật đấy, rơi một hạt rồi mà không chừa. Nhe răng ra cười, tôi nói. Ở đây có ai đeo quân hàm đâu mà sợ hạt ít hạt nhiều. Chả là lần trước lên núi, tôi đã bị kỷ luật vì tội bắn DK-75 sang đất Thái khi phát hiện xe ô tô của Bót chạy bên đó, bất chấp anh Huyết ngăn cản. Và vừa rồi, trước khi vào đây chừng một tuần, lại rớt tiếp hạt nữa vì lý do tế nhị không thể nói ra, mong các đồng đội thông cảm, nhất là những đồng đội cùng đơn vị của tôi, nếu có biết cũng giữ kín dùm tôi. Quả thật, mấy ông sao trên quân hàm của tôi, nó giống như sao hôm và sao mai vậy. Bay mất trên núi, xuống cầu cháy chừng một tháng, nó mọc lại, rồi lại bay. Mà có hề gì, với tôi điều đó cũng không quan trọng lắm. Màn chào đón bốn anh em chúng tôi vào sân bay, đến đây cũng đã ngừng hẳn. Cắt ca gác xong, anh Xuất lôi tôi về hầm của mình và bảo có chuyện muốn nói riêng với tôi. Ngồi yên vị, anh nhẹ nhàng khuyên tôi, từ nay cố gắng kiềm chế, đừng bốc đồng mà nhiều khi bất chấp nguy hiểm. Rồi nhất là khi ứng xử với cán bộ chỉ huy, nói năng văng mạng chẳng giữ cho chút thể diện nào, vân vân. Anh bảo tôi cố gắng tu dưỡng, anh sẽ là người đứng ra giới thiệu cho tôi vào đảng. Tôi thì cứ vâng dạ cho qua chuyện. Với tôi thì chỉ có ý nghĩ trong đầu là làm sao hỗ trợ cho anh em giảm bớt thiệt hại nhất có thể với vũ khí mình nắm trong tay. Còn đảng hay quân hàm có cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Chào anh, tôi về hầm, leo lên giường ôm thằng Tắc Kè và chìm luôn vào giấc ngủ. Gác ca cuối cùng, khi trời bắt đầu hửng sáng, đã thấy Dũng chóe lần mò chụm lửa nấu cơm. Ở đây, chúng tôi ăn theo bếp tiểu đội. Sau màn chào hỏi buổi sáng của tụi Pốt, ba thằng Tài, Nhật và tôi, súng đạn ba lô nai nịt gọn gàng đi lên hầm của ban chỉ huy, đã thấy thằng Văn thông tin và anh Huyết ngồi chờ ở đó. Anh em C-10 cũng lục tục đi lên, nhận số hàng hóa phải chuyển lên núi. Lại là 10 người, 10 gương mặt hôm trước. Tôi hỏi sĩ đỏ người Hà Bắc, sau bữa qua mới về, hôm nay lại đi tiếp. Nó trả lời, đây là số người khỏe nhất của C-10, ở nhà giữ chốt, là những anh em đang sốt hoặc vừa cắt cơn. Ai cõng đạn cối 60
thì 20 trái, ai cõng đạn DKZ-75 thì 2 trái. Năm anh em tôi được ưu tiên, mỗi người một thùng đạn AK, ngoài ra tất cả còn thêm một ruột lượng gạo. May bây giờ đang là mùa mưa nên không phải cõng nước. Nhẩm tính nhanh, cộng thêm súng đạn cá nhân, anh em C-10 cõng trên người cũng trên 40 cân. Luồn rừng rồi leo núi nữa. Bây giờ tôi mới có dịp ngắm nhìn thật kỹ khuôn mặt của các đồng đội C-10. Ai cũng xanh xao hốc hác. Phần do bệnh sốt rét, phần do cướm nắng. Ở chốt sân bay này, ngoài khẩu đội DKZ và khẩu đội H-12 được ở ngoài sân bay thoáng đãng, có nắng có gió, còn tất cả đều nằm dưới tán lá rừng rậm rạp nhiều tầng nhiều lớp, lúc nào cũng âm u như trời sắp tối. Giữa trưa nắng mà thi thoảng mới có một vài tia nắng hiếm hoi lọt xuống mặt đất. Nhìn họ xếp đạn vào ba lô, người thì lấy dây cột, hai trái DK cho chặt lại với nhau. Tôi cởi ba lô, cho thùng đạn AK vào. Ba lô của tôi chỉ có một bộ quần áo, một võng, một tấm đắp, một áo mút chống lạnh. Ngoài ra, còn cuốn tiểu thuyết Dấu Chân Người Lính của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Cuốn truyện này do cô bạn học tặng tôi trước khi nhập ngũ, cùng với hai cái tát vào má, kèm câu nói, cho nhớ, sau này về tát lại thoải mái. Tấm ni lông đi mưa bỏ ở góc bên ngoài cho dễ lấy mỗi khi có cơn mưa bất chợt. Tất cả gia tài của thằng lính tôi chỉ có vậy. Có lẽ trong đơn vị ai cũng vậy. Lên đường, bố trí vẫn như hôm qua, 7 lính C-10 đi đầu, tới anh Huyết, thằng Văn, rồi 3 người C-10, tôi, thằng Nhật khóa đuôi, cự ly 7 mét người. Ra tới chiến hào, đã thấy hai người của C-10 chốt tại đây, dẫn đường chúng tôi đi rích rắc xuyên qua bãi mìn phòng ngự. Mìn phòng ngự ở đây, trước mặt bộ phận nào thì bộ phận đó tự gài. Nên tuy là người cùng một đại đội, nhưng chỗ nào biết mìn chỗ đó. Mỗi khi có đoàn ra hay vào chốt, đều phải bắt liên lạc để bên trong ra đón hoặc dẫn ra. Sau khi đi vòng vèo trong bãi mìn, rồi chúng tôi cũng qua hết khu vực mìn của quân ta gài. Hai người dẫn đường chờ chúng tôi qua hết. Họ quay lại, tài mìn bịt lại con đường vừa đi qua. Mấy lần trước, đã vào ra nhưng không để ý. Giới hạn của bãi mìn là những cây to cỡ cườm tay hoặc cổ chân, được chặt cho gục xuống nhưng không chặt đứt hẳn, để cho cây vẫn còn sống. Mọi người đi tới đây đều phải dừng lại để bắt liên lạc chờ người bên trong ra đón. Vừa mới ra ngoài được vài chục mét có tín hiệu dừng, gặp mìn của POT rồi. 5 phút sau lại tiếp tục đi. Chúng tôi cứ đi trong im lặng, lầm lũi mà bước. Chốc chốc lại dừng, lại đi rồi lại dừng. Mang vác nặng trên vai lại không được thả sức mà bước. Quả là một cực hình. Khổ nhất là khi phải chui qua những ngọn dây leo của những thân cây đổ nghiêng, sức nặng trên vai như muốn kéo sụp người xuống. Đã vài lần tôi khuỵu đầu gối xuống đám bùn nhão nhét lẫn lá mục, mồ hôi tuôn ướt đầy mặt, ướt đẫm lưng áo. Chợt nghe hai tiếng ụt ụt, rồi tiếng hú của hai quả đạn H-12 bay qua đầu về hướng tây. Thú thật, dù biết rằng quân ta bắn đi, đích của nó là căn cứ của POT nằm trên đường biên giới, nhưng tiếng hú của nó nghe ghê rợn, uy hiếp tinh thần khủng khiếp. Liên tục từng cặp một, bay đủ 12 trái và cũng ngần ấy tiếng nổ trầm trầm từ xa vọng lại. Đi chừng hơn một giờ, chợt thấy người đi trước tôi loạng choạng. Anh cố gượng nhưng vẫn gục xuống dưới sức nặng của hai trái DK và ruột tượng gạo. Tôi tiến lên, giơ tay kéo anh bạn đứng dậy. Trời, nóng quá. Đồng đội tôi đang lên cơn sốt rét, sờ tay lên trán nóng như lò lửa, mặt tái mét. Vẫy tay cho thằng Nhật tiến lên, bảo khẽ nó. Nó sốt, mày bỏ thùng đạn của mày cho tao, mày vác hai viên kia đi. Hai thằng nâng anh bạn C-10 đứng dậy, rồi tôi tháo bình tong nước đưa cho. Uống chút rồi cố đi nhé. Rảo bước để kịp đội hình.
Bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói của anh Hùng Mèo, dê trưởng nói với tôi. Hà ơi, mày không thương anh em cực khổ thế nào mới mang được quả đạn lên núi cho mày hay sao? Anh đã la mắng tôi khi ở trên núi lần trước, tôi mang súng ra, bắn xe chạy trên đất Thái, mặc cho anh Huyết ngăn cản. Vì lúc đó, tôi nghĩ, Pốt thì thằng nào cũng là Pốt, nó trên đất Thái hay Cà cũng vậy cả, hạ được thằng nào hay thằng đó. Phớt lờ lời nói của anh Huyết, nhân lúc anh không có mặt trên đỉnh, nhìn qua ống nhòm, thấy một đám lính Pốt ngồi trên chiếc xe bên kia biên giới, tôi nã liền hai phát. Phát đầu, do lấy trước hai thân xe nên bị vuốt đuôi nó. Phát thứ hai, lấy 3,5 thân xe. Trái đạn găm trúng, phát nổ, hất chiếc xe bay khỏi con lộ, bốc cháy ngùn ngụt. Thật sung sướng các đồng đội ạ. Anh Huyết hớt hải chạy về. Ai cho mày bắn? Đưa ống nhòm cho anh coi kết quả. Tôi nói, thì thằng nào mà chả là địch, sao cứ phải chờ nó tới đánh mình thì mình mới được bắn chứ? Em hạ nó từ xa mà. Cứ cái lý sự đó tôi cãi chảy cãi cối với anh để lấp cái tội tự do vô kỷ luật của mình. Tôi còn chỉ cho anh mấy khẩu 105 của Thái bố trí sát biên nữa. Tụi này cũng nằm trong tầm với của tôi. Mà kệ anh, hễ chúng nó mà bắn sang là em giã lại đó. Muốn ra sao thì ra. Ông Hùng lột lon em chịu, càng nhẹ cái cổ áo. Từ hôm đó, soi ống nhòm cứ nghi chỗ nào là tôi lại thảy một hai trái vào chỗ đó, bất kể có phải đúng chỗ tụi Pốt hay không. Tới bây giờ, chứng kiến anh em cõng đạn vất vả thế nào, tôi mới thấy ân hận vì cái tính bốc đồng của mình. Đường đi càng ngày càng dốc, có lẽ đã gần tới chân núi. Lệnh giải lao, anh bạn C10 lùi lại chỗ tôi, nói đưa thùng đạn lại cho anh. Tôi lắc đầu bảo mình còn chịu được, lúc nào bết quá hẳn hay. Vậy thì ông đi trước tôi đi. Tôi hiểu ý để cho anh đi sau tôi là khi thấy tôi mệt quá thì còn biết, chứ đi trước làm sao biết được tôi mệt. Có đỡ chút nào không? Anh ta gật gật. Bây giờ mới tới đoạn vất vả nhất, leo núi dốc mà lại trơn trượt. Bỏ con đường mòn vì ai cũng biết, đoạn đường từ đây lên núi rất nhiều mìn. Mìn vướng nổ còn dễ phát hiện, chứ đạp nổ, chỉ cần bôi chút đất lên là phát hiện ra nó cực kỳ khó, khi trong tay chúng tôi chỉ có cái cần câu. Anh Huyết gọi tôi lên bảo, cậu lên dẫn đường vì địa hình ở đây cậu thuộc nhất, bỏ lại thùng đạn trên vai cho người khác thay nhau vác. Sườn núi bây giờ đã khác xa so với hồi mùa khô. Những bụi cây con phát triển rất nhanh trong mấy tháng mưa để rồi lại chết khô khi mùa khô tới. Rừng quang hẳn, thỉnh thoảng có cơn gió se lạnh thổi và nhìn thấy bầu trời trên đầu chứ không phải cái tán lá xanh gì, xanh tới tối đen như quãng đường vừa đi qua. Hết sức thận trọng, từng bước bám cây đi lên, rồi gần tới cái cây bằng lăng to. Dừng lại mở khóa khẩu AK ở nấc phát một. Đoành, đoành, đoành. Ba phát tín hiệu phát ra. Đoành, đoành. Hai phát đáp trả ngay trên thân cây bằng lăng, vài chục mét. Ngước nhìn lên chỗ khói súng, thấy hai cái mặt của thằng Tiến và thằng Thế To lộ ra. Chúng được phân công xuống đón chúng tôi. Không vội vàng, tôi vẫn thận trọng dò từng bước, cho tới khi lên được chỗ tụi nó đứng là cái gộp đá. Thằng Thế chìa tay định đỡ cái ba lô cho tôi, thì tôi lắc đầu. Bên dưới có người sốt, mày xuống phụ đi, kệ tao. Vậy là cả đoàn đã an toàn lên tới đỉnh. Cũng chẳng có gì để mà bàn giao, gạo thì để hết trên hầm chỉ huy, đạn cối thì tự hai thằng cối lên lấy về, còn đạn DK thì cứ để đó tôi sẽ cất. Bây giờ tôi mới xé bao thuốc Samit chia cho mọi người theo tiêu chuẩn hai người một điếu. Mấy cậu C10 giờ mới nói, vậy mà dưới sân bay mày có thuốc mà cứ im như thóc ấy. Cho các ông hút thì đi đường quá lại ông con ở bụi này à. Bây giờ hút thoải mái có hơn không? Mấy cậu láu cá đòi tôi đưa bao thuốc để tự lấy. Còn lâu nhé, tôi biết tỏng rồi, định rút hai điếu chứ gì.
xưa rồi Diễm ơi. Trong lúc mọi người ngồi nghỉ hút thuốc, anh Huyết và chú Chi trao đổi tình hình với nhau. Kệ họ, tôi đi về hầm, hỏi thăm mấy giò lan phi điệp của tôi treo ở cửa hầm. Trời ơi, đẹp và thơm quá. Giò lan tôi tưởng chết, vậy mà giờ đây hơn chục ngọn đang ra hoa. Ba thằng chúng tôi nhận bàn giao trận địa mìn phòng ngự ở hướng Nam và hướng Đông. Thằng Thế dặn đi dặn lại. Nhớ nhé, dây có ba nút thắt là dây ở xa nhất, dây hai nút là ở khoảng giữa, còn không có nút thắt là dây gần nhất. Nó sợ chúng tôi giật nhầm dây, cẩn thận không thừa mà. Tôi bảo nó, mày yên tâm mà xuống, tao sẽ còn kiểm tra lại mìn khi rỗi rãi và còn gài thêm nữa. Thằng Tài đã lên đây rồi, chỉ lo thằng Nhật mới lên, chưa nắm rõ mìn trái ở đây bố trí thế nào thôi. Nhưng ở vài bữa là quen ngay ấy mà. Nó còn dặn, bây giờ thì ấm, nhưng ban đêm ở trên này lạnh lắm đó, chuẩn bị sẵn đồ ấm nhé. Điều này quả thật, bây giờ nó nhắc tôi mới nghĩ tới. Chuyện súng đạn đã xong, giờ nó mới chỉ cho hơn chục vỏ DK xếp bên dưới sạp nằm, rồi nói, nước đó ngoài biên chế nhé. Vậy là số nước này nằm ngoài sự quản lý của chú Chi, chúng tôi được tùy ý sử dụng. Bây giờ tới khẩu DKZ-75, đóng mở bầu khóa nòng rồi bóp cò, cạch, được rồi. Kính quang học sáng, sạch sẽ. Tôi lắp vào thân súng, ngon lành, xoay tầm và hướng trơn tru, vậy là xong. Các hộp đạn gọn gàng xếp trong khe đá. Nhìn xung quanh tôi hỏi thằng Tiến, vậy mày không bắn phát nào à? Sao mày biết? Nó hỏi lại tôi. Thì tao đâu có thấy cái vỏ đạn nào đâu. Tao bắn phát nào vỏ đạn quăng ra, tao biết chứ. Nó gãi gãi cái đầu. Thì chú Chi đâu có cho bắn đâu mà bắn. Thật tình, tôi hơi thất vọng. Thảo nào tụi cối 82 cứ vô tư nã vào sân bay hay cầu cháy và chốt núi nhỏ mà không sợ ăn đòn từ khẩu DK-75 này. Nhưng cũng hay, tụi nó sẽ chủ quan hơn, không đề phòng vì hơn 2 tháng nay không có ai đe dọa chúng. Bước vào hầm chỉ huy, chú Chi đứng lên định giục anh em xuống núi thì tôi kéo chú lại, hỏi phía bắc núi anh em có gài thêm trái không. Từ khi mày xuống tới giờ, có thằng nào dám xuống đó nữa đâu. Tụi nó thèm măng le, nhưng ngại mìn mày gài nên không ai xuống nữa. Vậy là tôi lại có thêm việc ở chỗ này. Tuy chưa bao giờ bóp mò lên hướng này cả, nhưng không thể chủ quan. Biết đâu chúng bất ngờ từ đây bò lên thì nguy. Ngày mai phải làm thôi. Cậu C10 đã được y tá tiêm cho mũi quinin, giờ đã cất sốt. Tôi biết là do cậu ta gặp tôi để xin thuốc lá. Người đang sốt dù có nghiện tới đâu, nhưng khi sốt thì ngửi mùi thuốc là sợ chết khiếp luôn. Hết sốt rồi hả? Đây, ưu tiên nhé. Rút cho cậu ta một điếu thuốc, tôi dặn. Để dành về hãng hút, chứ đi mà hút, hơi thuốc bay xa lắm đấy. Anh Huyết bảo tôi và thằng Nhật đi cùng anh em xuống rồi gài lại trái khi về núi. Thằng Thế và tôi đi đầu. Cứ tới chỗ nào có mìn là nó lại chỉ cho tôi biết, để lát nữa quay lại, chỉ việc cài lại cho dễ, không phải tìm. Tới chỗ gộp đá đón chúng tôi lúc trước, nó bảo tôi dừng lại, rồi chỉ mấy dấu chân còn mới nguyên. Tụi Pốt vừa mò tới đây, anh em cảnh giác nhé. Cả đoàn lại cắt rừng theo một lối mới, không đi theo đường lúc sáng nữa. Chờ cho người cuối cùng khuất bóng vào tàn cây rừng, hai thằng tôi mới quay lên. Thằng Nhật đi trước rồi cảnh giới cho tôi gài lại mìn. Cứ như thế, cho tới khi về tới đỉnh núi, anh Huyết giục mấy thằng ăn cơm đi rồi ra thay gác để tụi nó vào ăn, chưa muộn rồi. Bữa cơm có thịt hộp và bát canh chua lá rang thật ngon lành. Ăn xong, tôi xuống cho thằng Tài lên ăn, dặn với theo nó. Ăn xong xuống ngay để cảnh giới cho tao đi kiểm tra chút nha. Nó quay lại gật đầu. À, còn mấy điếu thuốc mày cầm lên đưa cho anh Huyết. Rút bao thuốc còn mấy điếu tôi đưa cho nó. Lại quay lại chế độ như trước. Một điếu thuốc cho 12 người.
xách khẩu AK ra chỗ ngồi cảnh giới. Bây giờ tôi mới có thời gian ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Cây cối đã xanh tốt sau mấy tháng trời mưa. Những cành cây bị trúng đạn gãy đổ khi trước, chỉ còn là những cành cây trơ trụi nằm lẫn trong đám lá xanh non. Có quá mạo hiểm không khi mò vào đám lá có những trái mìn trong đó? Tôi tự hỏi mình và tôi tự trả lời, phải vào thôi. Vì sự sống còn của mình và anh em trên núi phụ thuộc rất nhiều vào những trái mìn này, nhưng phải hết sức cẩn thận. Đang suy nghĩ, chợt từ xa, phía hướng sân bay vọng lên một tiếng nổ âm âm. Chết rồi, hướng đoàn tải xuống núi đi về sân bay. Không biết anh em có ai bị sao không? Lạy trời, mong là thú rừng bị vướng mìn. Tôi thầm mong như thế. Trong mê lai này, những chuyện anh em vừa nói chuyện với nhau được chừng vài phút thì người kia hy sinh là rất bình thường. Cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào với bất cứ ai. Cái chết luôn rình rập chúng tôi. Đi ra rừng, chết. Ở nhà giữ chốt, cũng chết. Cứ mỗi buổi sáng thức dậy, à, vậy là mình biết thêm một ngày nữa. Thì cứ coi như mình đã chết, hay ngày mai đến lượt mình chết cho thanh thản, cho nhẹ cái đầu. Chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng đón nhận cái chết của mình như vậy. Chính cái tâm lý như vậy mà tiểu đoàn 3 trung đoàn 2 công an vũ trang đã trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió, nơi vùng đất mà bất cứ đơn vị nào của sư đoàn 5 mặt trận 479 đều e dè khi nói tới. Cái tâm lý đi tìm sự sống trong cái chết chỉ có những đơn vị nào vào mê lai tác chiến mới hiểu được. Ngồi hút chung với thằng Tài hết điếu thuốc, khoác cái bao xe đạn lên người với cây AK và cái cần câu. Mày ngồi cảnh giới trên này nhé. Cẩn thận nha mày, chậm chậm thôi, nó dặn tôi. Không nói gì, tôi luồn mình xuống gộp đá. Khu vực này chỉ có mìn vướng, không có mìn đạp nổ. Tôi biết chắc là như vậy. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi cứ lần mò kiểm tra được hết dải đất trên cùng và xác định lại vị trí của từng sợi dây giật nào cho quả mìn ở vị trí nào. Quay lên, nhìn thằng Tài mồ hôi đầy mặt với vẻ căng thẳng. Thấy tôi lên, khuôn mặt nó mới giãn ra. Tao không sợ, sao mày lại sợ? Lo cho ông bỏ mẹ đi, ông tưởng ngồi đây mà sướng lắm à? Thôi xong rồi, xong phần thứ nhất, tạm ổn rồi, từ từ lo phần còn lại. Mày đi chuẩn bị cho tao ít trái, sáng mai tao sang bên kia gài thêm, chứ số gài trước chắc chẳng còn bao nhiêu. Ngồi với mày tí đã, tao mà là con gái chắc tao yêu mày mất, nó trêu tôi. Ừ thì ngồi. Cầm bình tong nước nó đưa, uống một hớp. Nước thì phải có thuốc. Tôi còn gói thuốc dê nữa, tôi đang giàu mà. Hai thằng vừa hút thuốc vừa nói chuyện. Tôi bảo nó, tao vừa phát hiện một cây mì chính, nhưng chưa lấy được, vì nó mọc ở dải đất bên dưới. Loại cây này lính chúng tôi đặt tên như vậy, vì không biết nó tên là cây gì, nhưng lá nó nấu canh, ăn ngọt lắm, và có mùi vị giống mùi vị của cây rau ngót. Hút chưa hết điếu thuốc dê, nó đã rụi tắt, rồi dắt cái mẩu thuốc vào khe rừng. Mày nuôi dế hả? Nhe răng cười, nó đi lên đỉnh núi. Đám lính tráng chúng tôi hay làm như vậy, mỗi khi hút có nhiều và gọi là nuôi dế. Khi nào hết sạch sẽ mới lôi ra, lúc đó cái mẩu thuốc thật sự là quý giá. Nhiều anh hay lân la sang hầm khác chơi để lần mò tìm những mẩu thuốc như vậy, gọi là đi bắt dế. Trời đã sầm tối, nó xuống giục tôi lên ăn cơm. Để chút nữa đang ăn tụi nó tập kích, ăn mất ngon. Chia mẩu thuốc lá được chia phần, nó bảo, chờ mày xuống rồi hút. Quả thực ăn cơm xong trở về hầm, hai thằng đang uống nước và hút mẩu thuốc thì màn tập kích bắt đầu bằng mấy trái B, tiếp theo là những tràng AK từ phía tây vang lên. Tối nay chúng chỉ bắn ở phía tây thôi, chắc phát hiện ra dấu của đoàn tải, bọn này sợ bị chúng tôi phục kích đón lõng
nên không dám mò ra hướng nam. Bọn tới tập kích tối nay có vẻ như là đến làm cho xong chuyện hay sao ấy. Chúng bắn vội vã mấy loạt đạn B cùng AK rồi rút đi thật nhanh. Chốt núi lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có của nó. Thằng Tài đã ngồi cả buổi chiều nên tôi bảo nó, thôi mày ngủ trước đi, để tao gác trước. Nó biết tôi cả chiều nay mò mẫm, dò dẫm đi kiểm tra mìn, chắc cũng mệt, nên vừa soạn chỗ nằm vừa nói, thấy mệt thì gọi tao nhé, tao ngủ đây. Trên núi này, chúng tôi chỉ thức khi có việc phải làm thôi, còn là phải tranh thủ ngủ vì chỉ có hai người. Người này thức, người kia ngủ để lấy sức mà gác. Tụi trinh sát của Pốt luôn rình mò. Đã có lần, chúng bò lên hướng Tây, lối có cái mái nhà đá mà hai ông tướng C-10 chủ quan ngồi buôn chuyện với nhau không biết. Bữa đó, chúng mà bắn trước rồi ném lựu đạn, chắc chắn có thương vong. May mà chúng lại ném lựu đạn rồi mới bắn, nên hai ông rời đánh nhà ta thấy bịch một trái lựu đạn rơi giữa hai thằng, vội bật ngả ra hai phía. Trái lựu đạn rơi vào kẹt đá, nổ ầm, nhưng không ai bị gì. Chưa kịp hoàn hồn, đã bị bắn bồi mấy loạt AK, cũng không ai dính đạn, vì chỗ này có rất nhiều mô đá lởm chởm. Lập tức, có mấy loạt AK bắn trả chúng, kèm theo hai tiếng nổ của lựu đạn nữa. Biết đã lộ và mất yếu tố bất ngờ, mấy thằng Pốt chuồn nhanh, suýt nữa phải trả giá cho sự chủ quan, dù chỉ trong phút chốc. Ngồi gác, bây giờ tôi đã thấy lành lạnh. Chợt nhớ lời thằng Thế cảnh báo buổi sáng, nhoài người kéo cái ba lô, lấy cái áo mút dài tay được phát hồi mới nhập ngũ, mặc thêm vào cho ấm. Càng về khuya, trời càng lạnh, kèm theo những cơn gió từ hướng Tây Nam thổi tới, chùm thêm cái áo gác của Mỹ thấy ấm hơn. Cái áo gác này, nó như cái áo đi mưa cánh rơi bây giờ, nhưng được làm bằng vải dù. Bên ngoài phun một lớp cao su chống thấm nước, và trong lớp cao su này có tẩm hóa chất để chống côn trùng. Trong hầm, thằng Tài có lẽ bị lạnh nên cứ chăn trở lăn bên nọ, trở bên kia. Sẵn cái ba lô dưới chân, tôi lấy thêm tấm đắp rũ ra phủ lên người cho nó. Vậy là nó nằm im. Trời lại chợt trút xuống những cơn mưa. Mùa này đang là mùa mưa nên tôi cũng không bất ngờ. Chỉ là cơn mưa càng làm tăng thêm cái lạnh. Ở chốt sân bay hay chốt cầu cháy, đêm ngủ chỉ cần đắp một tấm đắp hay mặc thêm cái áo gác là đủ ấm, thậm chí còn nóng nữa. Trên núi thì khác hẳn. Đêm mưa sao mà lạnh ghê gớm. Thằng Tài chợt ngồi dậy. Lạnh quá mày ạ. Tôi bảo nó, mày lấy tấm ni lông đi mưa trải ra, rồi dỡ hai cái võng lót thêm vào cho ấm lưng. Hai tấm đắp của tao với mày đắp lên chắc cũng đủ ấm. Còn mày thì sao? Nó nói. Tao dùng cái áo gác này cũng ấm rồi, thôi ngủ đi. Chợt nghe tiếng con mền kêu tác tác phía trước. Tôi căng mắt nhìn nhưng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen. Tai căng ra cũng chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu rỉ rả. Theo kinh nghiệm, ngồi gác trong đêm đen như thế này chủ yếu là nghe tiếng côn trùng kêu. Nếu đang nghe tiếng chúng kêu mà bỗng im bặt, bạn phải hết sức cảnh giác. Đám côn trùng rất tinh, có tiếng động nhẹ của thú rừng hay người, lập tức chúng im ngay, không kêu nữa. Nghe tiếng cành cây khô bị gãy rắc trong đêm, nếu là người dẫm phải, làm gãy sẽ im bặt. Còn thú rừng đạp gãy thì sau tiếng rắc, sẽ là tiếng chân thú chạy loạt xoạt trong đêm. Có lẽ cũng đã quá nửa đêm, mưa vẫn rơi rỉ rả không ngớt. Đôi mắt cũng đã díp lại, dù đã mấy lần tôi vã nước mưa vào mặt. Vừa bước mấy bước trong lòng hào, bùn đất ướt nhoẹt, thằng Tài đã nhổm dậy. Thôi vào ngủ đi, để tao gác thay. Thật sự là bây giờ phản xạ của chúng tôi nhạy bén vô cùng. Dù đang ngủ say, nhưng chỉ cần có tiếng chân bước đi nhẹ thôi, cũng làm chúng tôi thức ngay lập tức và tỉnh như sáo. Ở Cao Mê Lai này,
nếu bạn muốn kéo dài cuộc sống của mình, bắt buộc bạn phải thích nghi được như vậy. Nhớ ngày về, trong khi chờ tàu ra Bắc, chúng tôi được bố trí ăn nghỉ tại thị trấn Xuân Lộc, 20 người ở trong một căn nhà, mỗi bên 10 cái giường che cửa ra vào bằng tấm tôn. Buổi trưa, tất cả đang ngủ, bỗng có cơn gió to thổi tới, làm tấm tôn đổ cái rầm. Quay nhìn xung quanh, ai cũng như mình, tất cả đều đã nằm dưới đất. Trong Mê Lai, chỉ cần nghe tiếng nổ là mọi người đều lăn ra đất, bất kể chỗ đó là sạch hay bẩn, bùn nước cũng lăn ra đã. Chui vào giường, tôi ngủ thẳng một mạch, tới khi thằng Tài gọi dậy ăn cơm. Rét quá, gập đôi tấm đắp buộc lên cổ cho ấm, lội trong lòng hào bùn đất lầy lội. Đi lên đỉnh tôi vẫn không quên xách theo khẩu AK. Súng bất ly thân, lựu đạn bất ly cặp quần. Buổi sáng ở đây, sương mù dày đặc. Cơn mưa có lẽ tạnh từ đêm rồi. Sương mù hanh mây quấn quanh đỉnh núi, làm tầm nhìn chỉ còn hơn chục mét. Thật nguy hiểm. Nếu bọn Pốt biết tận dụng cơ hội này, chính vì vậy, chúng tôi càng phải gài mìn nhiều hơn để mìn thay chúng tôi phát hiện sớm kẻ thù. Ăn xong, xuống gác cho thằng Tài lên ăn, mà mãi lâu sau mây mù mới tan hết. Mây mù hạn chế tầm nhìn của chúng tôi, có lẽ tụi Pốt cũng bị như vậy. Buổi chào buổi sáng của chúng với bọn tôi kết thúc thì mặt trời ló ra, áng chừng cũng tầm 9 giờ rồi. Theo kế hoạch đã bàn trước, Tài lại gác cho tôi lên đỉnh. Chiều qua, nó nhặt về cho tôi gần chục trái vừa KP2 vừa cối 60 để cạnh hầm chỉ huy. Tháo mấy cái đầu tô của cối xong, tôi mang chúng cùng con dao đi rừng ra sau tảng đá. Ở đây đã có sẵn mảnh gỗ lót, chỉ vài nhát chặt cái phần mỏm của đầu nổ cối 60 văng ra vài lần là chặt xong. Khâu chặt này phải làm khéo và biết chặt, nếu không bạn sẽ phải chêm khi cắm cái chụp kim hỏa của mìn vào, và không khéo nữa thì nó nổ. Sức phá chỉ kém trái lựu đạn một chút, cho nên không phải ai cũng dám chặt. Còn tôi thì quen rồi, tôi hiểu rõ cấu tạo của nó, vì trước khi về BDKZ, tôi là xạ thủ số 1 của cối 82. Trong khi lần mò gài số mìn ở phía bắc núi, dưới sự cảnh giới của anh Huyết, tôi thấy có đàn gà rừng cỡ vài chục con kiếm ăn ở đây. Sẵn rau găm, tôi phạt một đường bẫy để săn. Mai sẽ xuống tiếp đặt bẫy. Các đồng đội có biết lũ gà rừng này có thể chui lủi bất cứ chỗ nào khi bị động, chứ còn khi cảm thấy an toàn thì chúng cũng lịch sự lắm nhé. Có chỗ chỉ cần nhảy là qua hay rúc là sang bên kia ngay. Nhưng không, chúng cứ đi cho tới đoạn nào trống trải để bước qua, chứ không chịu nhảy hoặc chui đâu nhé. Cứ phát cây con dấp xuống tạo ra một cái hàng rào dài khoảng 5 mét, tôi lại để trống một cửa, được một đoạn dài chừng 5-60 mét. Vậy là ổn rồi, có gần chục cửa bẫy. Giờ về chỉ còn làm mấy đoạn dây ni lông nhỏ, mấy mảnh tre lằm lẫy nữa, chắc mấy ngày tới sẽ có gà chén rồi. Chỉ sau vài ngày, tôi đã củng cố xong bãi mìn phòng ngự ở sườn nam núi, xác định rõ vị trí của từng trái mìn giật và gài thêm ít trái nữa. Đã lấy được đám lá của cây mì chính kia về nấu canh, tôi không quên đánh dấu lối đi để xuống hái nó. Ngoài tôi ra thì chẳng có ai dám xuống mà bẻ cành của nó. Sườn phía đông cũng hoàn thành, mìn ở đây cũng đã gài dày đặc. Và tôi cũng chỉ rõ cho thằng Nhật vị trí của mìn giật nổ. Nó hỏi tôi, thế mìn vướng thì sao? Tôi bảo, mày chỉ cần nắm được số mìn giật thôi, chứ mìn kia mò vào làm gì mà cần biết. Ngày nào cũng tuột dây xuống sườn bắc để kiểm tra mấy cái bẫy gà rừng. Bọn này như ma ấy, chúng nó lặn mất tăm từ khi tôi đặt bẫy. Chả được con nào ngoài mấy con sóc lửa dính bẫy, bị treo toàn ten, chẳng đáng công trèo lên trèo xuống. Bẵng đi vài ngày không xuống, bữa nay tôi lại xuống kiểm tra thử. Vừa xuống hết bức tường đá,
Bỗng tôi linh cảm có cái gì đó không ổn. Tại sao cây le kia lại nằm ngả ra thế, trong khi nó vẫn xanh tốt? Ngồi thụp xuống mở khóa an toàn khẩu AK, căng mắt quan sát, các giác quan căng ra làm việc, không có động tĩnh gì cả. Rừng vẫn yên lặng, cách vài chục mét, mấy con chim vẫn nhảy nhót. Vậy là không có người, nhưng trong đầu tôi vẫn có cái cảm giác không lành. Ngồi thêm một lúc, vẫn không có gì. Thận trọng tiến về phía cây le, nơi bắt đầu đường bẫy của tôi. Ngồi quan sát cây le bị ngả xuống, rõ ràng là nó đã bị ai đó vít xuống, cái thân gần gốc bị dập một chút. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, trinh sát Pop đã mò lên ở đây. Quanh đây chắc chắn có mìn, chúng thấy đường bẫy nên khả năng gài mìn chơi tôi khi xuống thăm bẫy đây. Nhìn thật kỹ, tôi phát hiện hai sợi dây mìn vướng màu xanh lá cây nằm lẫn trong đám lá của cây le. Đã có mìn vướng thì phải có mìn đạp nổ kèm theo. Bọn Pốt hay làm như vậy, nhưng mìn đạp nổ thường cách quả vướng trong vòng bán kính 1 mét trở lại. Nếu chủ quan, lao vào gỡ trái vướng sẽ ăn trái đạp ngay. Nói thì lâu, chứ chỉ cần đảo mắt là tôi đã phát hiện thêm vài chỗ có những ngọn cỏ non, lá đã tai tái đi. He he, mày đó chứ con, định lừa tía mày à? Không dễ đâu nha. Chẳng cần gỡ, cứ để nguyên đó càng tốt, đỡ công phải gài thêm. Lặng lẽ tôi đu dây trở lên đỉnh. Vừa trèo lên, tôi vừa nghĩ, tụi này ngu thiệt, mất bao nhiêu công điều tra tỉ mỉ chỉ vì ham hạ sát một người mà trở thành công cốc. Điều này khác hẳn với trinh sát của ta khi mò vào điều tra cứ địch. Nhiều khi có thể giết chết thằng gác dễ dàng nhưng họ không làm, hay sờ tay vào những khẩu súng cối của địch nhưng không lấy, mặc dù muốn thu được của địch những vũ khí này trong trận đánh có khi là rất khó. Việc điều tra quan trọng hơn. Tôi báo cáo với anh Huyết những gì tôi thấy. Anh bảo, từ giờ trở đi, hướng này phải chú ý tăng cường cảnh giác hơn nữa. Việc này còn quý hơn những con gà mà thằng em mày định bắt về gấp nhiều lần đấy. Và anh cấm tôi từ nay không được tự ý xuống dưới đó một mình nữa. Vậy là mất công toi, hì hục làm mấy cái bẫy mà chẳng được miếng thịt gà nào. Đúng là nói trước bước không qua. Chả là mấy bữa trước tôi đã chót khoe với mấy thằng là sẽ cho tụi nó ăn thịt gà. Thôi, cũng may là tôi chưa dính như thằng Thế Con, người nông cống Thanh Hóa. Trong lần lên núi đầu tiên, nó được phân công đi tuần con đường lên xuống núi cùng với một người nữa. Trước khi đi, nó nói với chúng tôi, hễ nghe tiếng súng là ở nhà bác nồi sẵn sàng, không có thú thì có chim. Vậy mà, lần đó nó đi, bỏ anh em tụi tôi ở lại. Thằng đi cùng sau về kể rằng, hai thằng xuống tới cây bằng lăng to, 5-6 người ôm đó, an toàn. Chợt thằng Thế nhìn thấy con chim gì to lắm, liền giương súng ngắm tính bắn. Mải ngắm con chim, nó quên mất dưới chân nó là trái mìn KP2, và trái mìn KP2 dưới chân nhảy lên ngang ngực nổ. Khi tôi và thằng Lan y tá xách súng cùng túi cứu thương xuống tới nơi, trái tim nó vẫn còn co bóp bên ngoài lồng ngực. Trong suốt mấy ngày chờ đoàn tải dưới sân bay lên đưa nó xuống, lúc nào bên cạnh nó cũng luôn có một người, bất kể là ngày hay đêm. Chúng tôi cắt phiên nhau ngồi bên cho nó đỡ cô đơn. Mỗi bữa ăn, anh em đều xới cho nó một bát cơm, một đôi đũa cùng với thức ăn. Nó nằm trên võng, chắc cũng được an ủi khi thấy không ai bỏ nó một mình. Tính tới thời điểm này, trung đội DKZ của tôi, 12 người thì đã hy sinh 4 và bị thương 2. Các đại đội bộ binh còn hao hụt quân số nhiều hơn, vì dù sao, lính hỏa lực vẫn được ưu ái hơn chốt đỉnh. Cánh bộ binh thường nói, tụi tôi là quân đi sau về trước. Quả thật là như vậy. Khi ra rừng đánh địch, bộ binh triển khai đội hình xong thì mấy khẩu DK hay 12 ly 8
mới vào nhận vị trí. Còn khi rút mà hỏa lực chưa rút thì bộ binh còn phải bám trận địa, chờ chúng tôi rút xong mới được rút. Đi tải hàng hay tải thương cũng vậy, chúng tôi thường đi sau, rất hãn hữu mới phải mở đường. Sau khi biết được tụi Pốt đã lần mò lên Bắc núi, chúng tôi cũng chả có phương pháp nào khả dĩ để đối phó ngoài việc cảnh giác hơn, vì quân số cũng chỉ có vậy. Khẩu cối nhanh chóng chấm điểm để bắn chính xác hơn khi cần. Và anh Huyết bảo thông tin, báo về xin thêm một khẩu RPD tăng cường hỏa lực cho hướng này. Một tối, thằng Tài xuống thay gác cho tôi lên ăn cơm. Đang ăn thì chợt có tiếng bịch vang lên ngay trên đỉnh núi. Quăng bát cơm, vơ vội khẩu AK lăn một vòng bên một tảng đá. Tôi chờ tiếng nổ của trái lựu đạn. Quái, 10 giây rồi mà không nghe nổ, hay nó lép? Lại bịch một tiếng, y chang tiếng trước. Ôi trời, vậy mà mày làm tao hết hồn, tưởng tụi Pốt quăng lựu đạn lên chứ. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy con vật đang bò nhanh trên cái thân cây to hơn người ôm mọc trên đỉnh. Hóa ra là con chồn bay. Nó bay từ đâu tới, rơi xuống tạo ra cái tiếng bịch kia, rồi leo lên cây. Cái cây này cao tới chục mét, rồi mới có cành đâm ra. Tụi thằng Sĩ Đỏ, thằng Trác Bẩn, C10, người Lạng Giang, Hà Bắc, bảo tôi đấy là cây cám, quả này ăn được, mà tôi đã nhìn thấy quả của nó đâu. Nghe nói vậy thì biết vậy. Trên núi này, chúng tôi chả có trò gì tiêu khiển, ăn ngủ và gác. Hàng ngày, nghe tụi nó tới tập kích vài lần, vài chục quả đạn B, vài chục quả đạn cối, và hàng tràng AK, ARPD, thấy cũng vui vui. Ngày ba cưỡi như vậy, ngày nào không như thế, lại như thiếu thiếu cái gì đó. Buổi tối bây giờ, tôi có việc để làm rồi, đó là ngồi rình bắn mấy con chồn bay. Buộc cái đèn pin vào một bên khẩu AK, rồi ngồi chờ cái tiếng bịch kia, đợi nó leo lên tới khúc giữa thân cây, mới bật đèn soi vào nó. Con chồn bị chiếu đèn ngoái cổ lại nhìn, hai con mắt nó đỏ như hai cục than hồng. Tôi chỉ việc ngắm vào giữa hai cục than đó rồi bóp cò. Loại này cũng nặng tầm 2 cân. Mỗi lần tôi chỉ bắn đúng 1 con, số còn lại coi như để dành. Từ bữa lên núi tới giờ, tôi lại có cơ hội nện vào đầu tụi cối 82 của Pốt mấy lần. Lần đầu, tụi nó đánh vào chốt cầu cháy lúc trời đã nhá nhem. Cầm ống nhòm, nhìn rõ ánh lửa đầu nòng của cối 82, chúng đặt ở đường biên bắn sang. Đưa cho anh Huyết coi, nhưng tôi không nói gì. Chợt anh gằn giọng, DK chuẩn bị đạn 3 quả. Nhảy mấy bước tới bên khẩu súng, lột nhanh áo bạc, lắp kính ngắm, rồi xoay pháo về phía bắc. Khà khà, ông mày bị trói chân trói tay, nên tụi mày làm tới đây.